Trong đây mà bà nào phá thai 3-4 lần, bây giờ mấy bà đừng có nghĩ tới nữa, nghĩ ai với Đạo Phật đi. Nó đau bệnh, nó nhức xương, nhức mình, nhức mẩy, nó làm cho đau tứ tung lang tan, sân si khó chịu cũng ai với Đạo Phật đi. Cứ niệm đi, con muốn về Cực Lạc. Rồi các con ơi, niệm với mẹ đi. Các con về không về thôi, mẹ phải về. Các con cứ làm mẹ tá lả âm binh đi, mẹ chịu hết, mẹ chịu trả nợ để mẹ đi về Cực Lạc. Quý vị chỉ cần có cái tâm này là quý vị sẽ được cái mảnh lưới Phật A Di Đà rước về Cực Lạc. Cơ hội nè, cơ hội mà có người giảng mà chuyên nhất tịnh độ, đi sâu vào tịnh độ luôn, cơ hội mà không chịu nghe. Đi tìm cái khó, cái dễ không làm, làm cái khó thật. Thấy không? Tôi ngu lắm, tôi làm cái dễ. Ai khôn đi làm cái khó đi. Khôn có đi làm cái khó đi, tôi ngu làm cái dễ chơi vậy đó. Giúp đỡ người nghèo, dạy họ niệm Phật là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Người nghèo khổ, giúp họ một cuộc sống rồi phải đem Phật pháp cho họ, đây mới là thật sự thương yêu có trí tuệ. Người đang bị bế tắc dẫn đi chùa ngày chủ nhật, giúp họ cỡ mở tâm tư, đây là việc tu phước duyên lớn nhất. Đây là những câu kết luận cuối cùng này, thấy chưa? Nên mấy cái bà trưởng đoàn cố gắng lên. Trưởng đoàn cố gắng lên nghe. Có cái bà trưởng đoàn kia bà nói: cứ khuyên cố gắng vài ở nhà chồng chữ te tua. Cứ đi chủ thứ bảy chủ nhật đi hoài, đi giết chồng cứ chữ mãi, an lạc ở đâu không thấy mà đem mặt về nhà là bị chửi bị mắng. Những đức nói cứ làm đi, nó chửi nó mắng giết cho tiêu mụn. Nên mấy cái bà mà dẫn đoàn đi tu á, mà hoan hỷ giết không có một mụn nào luôn á. Tại vì nó nói này nói kia giết tiêu mụn, mà tiêu mụn là tiêu nghiệp. Hiểu chưa? Nó mỗi lần mà mụn nổi lên là nghiệp đang mọc lên đó. Nghe chưa? Thấy không? Tất cả người phá thai siêng năng niệm Phật mỗi ngày, nếu không địa ngục đang chờ bạn. Tất cả những người bất hiếu với cha mẹ, sát sanh hại vật, làm nghề thịt chó đồ, giết chó, giết mèo, rồi giết trâu, giết bò, rồi bán hải sản này kia, nếu như quý vị không gặp được pháp môn niệm Phật này thì địa ngục đang chờ quý vị đó. Gia đạo quý vị đố mà thịnh vượng được, nó suy tàn bây giờ đi. Để nói chuyện giỡn, nhất là những cái nghề quán thịt chó, thịt trâu, thịt bò, hải sản cá kèo. Nó rồi những cái quán mà gọi là nguyên một cái hồ cá để trong vô kêu ra nha, vớt lên bỏ vô chảo chiên xù rồi chờ xem, rồi nó chiên quý vị lại cho quý vị biết. Bây giờ quý vị bỏ con cá sống vô chảo chiên xèo, lấy cái nắp đậy lại, sợ nó văng dầu á, đậy lại nó nằm trong đó. Nó kêu: á trời ơi nóng quá trời ơi. Nó kêu không nên lờ. Rồi quý vị sẽ chờ xem, chính chúng ta sẽ gặp cái chảo bự hơn chảo của nó. Quỷ sứ nó nắm cần cổ mình, nó liền vô cái chảo đó, mình dãy dùng trong cái chảo đó. Những người mà ăn mặn đi, chiên cá chiên xù, quý vị chiên cá chiên xù đi, quý vị coi bỏ vô chảo dầu, quý vị người bò ra, quỷ sứ nó cầm cụ chĩa nó đâm quý vị, nó lùi quý vị vô trong đó đó. Mà không phải một lần mà vô lượng kiếp, cứ chết xong một cơn gió thổi ngang trở lại rồi bỏ vô chảo chiên hoài chiên hoài chiên. Quý vị coi không phải đơn giản. Gần ai đã từng cắt cổ gà, ngồi trong đây ai từng cắt cổ gà? Con gà chỉ đạp hai cái chân, đạp hai cái cánh, nhổ 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 ngay cái lông ngay chân, ngay chân cần cổ của nó. Rồi xong cái cầm cái dao, ọt ẹt. Con gà kêu quát, ọt ẹt. Thấy chưa, bà nào cắt? Bà nào này cắt? Rồi bà biết tay với tôi. Rồi bà chờ xem. Rồi bà cũng bị y gan như vậy, nếu không niệm Phật thì chuẩn bị cần cổ đi con. Chuẩn bị cần cổ đi nghe. Rồi những người làm nghề đâm heo, thấy không?
con heo gì bây giờ chích điện đúng không, bây giờ ngày xưa thì đâm đúng không, buộc chân buộc cẳng nó xong cầm cái mát ngoài ọt ẹt bén, cầm cái mát lỡ đưa ngay cổ hầu nó nó máu ọc ra hứng máu, hay không? Rồi tương lai quý vị hãy quán xét lại việc làm của mình, rồi tương lai nhân quả tương đồng, người ta cũng cầm cái mát người ta đâm vô cần cổ quý rồi xong, nhưng không phải một lần mà là vô lượng kiếp đó. Rồi người nào đã từng đập đầu bò đầu trâu, buộc nó vô một cái cây thiệt là bự, cầm nguyên cái búa quết vô cái đầu ngay cái chán này bết bung bung, nên cái người mà đập đầu bò thì khoảng tuổi 50 mấy 60 là con mắt của họ kéo màng màu đỏ, vì chính cái búa đập vào cái đầu con bò con trâu máu xịt ra, mắt của họ nhìn thấy máu thì tức khắc mắt của họ sau này kéo màng máu, gọi là nghiệp quả hiện đời. Cho thì biết làm nghề sát sanh đi, nhà không thịnh vượng đâu, con cháu phá gia chi tử chết bất thường, gia đình tan nát, đổi nghề đi bạn, đổi nghề đi, cắt cổ gà nghe chưa, cắt cổ gà đi bỏ cho nhiều nơi. Rồi quán thịt chó, quý vị coi tồn tại mới sợ. Nếu như gia đình có thể hưởng được 10 đời làm thịt chó nhà giàu đúng không, gia đạo hưởng được 10 đời phước, làm thịt chó hưởng chưa hết một đời là gia đình tan nát liền. Sát sanh kiếm tiền làm sao tồn tại, vì thấy không? Những đứa không có nói cái gì cao xa nhưng mà nói tới ghê chưa, nói tới cái chuyện sát sanh con mắt giống quỷ sứ thấy chưa, thấy không? Vậy mà làm cho người ta ớn đó, nói thật á. Nói tôi nè, vị trí nhà hàng nè, tôi thấy bao nhiêu người làm nhà hàng giàu kìa, chỉ có 10 năm thôi sạc nghiệp luôn. Đây nè, tôi nấu ăn tôi biết nè, may mắn thay đi tu đó, gặp mà bây giờ chắc cái mặt chui chung du diệm, chiên chiên xù, cá chiên xù này chiên nè, bây giờ mà chưa đi tu là có chừng cái đuôi con cá nó quặt dầu văng vô mặt, cái mặt thành chung du diệm chứ làm sao, hiểu chưa? May mắn đi tu đó trời. Quý vị biết những đứa lúc còn nhỏ chuyên gia móc miệng con nhái cầm câu, chỉ cái đơn giản đó thôi mà bây giờ những đứa đi tu mà những đứa còn chịu 2 năm chờ quả báo lỡ môi kìa. Bây giờ qua rồi những đứa nói mới nói cho quý vị nghe đó, cứ cách một tuần là lỡ môi nửa tháng, cách một tuần là lỡ môi nửa tháng, mà lỡ môi nó đau không tưởng tượng được, nó chỉ một chút xíu mà nó cực kỳ đau. Đây là nghiệp quả, tin nghiệp quả rồi vui trả luôn. 2 năm chịu lỡ môi, mà lúc lỡ môi nó hô ác đạn vì nó hao năng lượng. Trời ơi trời, lỡ môi nó đau mà sân si nữa nghe. Nó đau mình lúc đó mình biết quả báo mình ai với Đà Phật. Đau quá. Kinh khủng lắm, ăn vô rét ăn không được. Vậy mà chịu 2 năm thành tâm niệm Phật hồi hướng cho ta ăn chay, hướng người ta cuối cùng bây giờ hết. Ghê chưa, quả báo hết liền. Nó nên từ nơi đó nghe, mỗi một con người chúng ta nghe quý vị, cái nhân quả sát sanh là ghê lắm. Ngày Chủ nhật mà đi đến đây nè, đặc biệt lắm nè, thấy không? Đi đến đây nè, người phá thai quan gia trái chủ lỡ đây nè, lỡ đây nè diễn nghiệp nè, không phải chuyện giỡn đâu. Không nghe gì mà nó mới hứng nghe, nghe mà nó trợn mắt trước mọi nó mới hứng. Chứ gặp mà cái giờ cuối này mà nói kiểu mà lên mà à, chắc là chúng ta nghỉ ngơi quá, thầy nói tiếng mấy giờ mệt lắm, chắc mấy bà chứ thấy chưa, nó phải hừng hực lên. Mà nghe mấy cái đoạn cuối này sát sanh này ghê, ai mà không từng sát sanh, đứa con nít nào mà ăn chay được là thù thắng lắm á. Đừng có nói thiếu chất dinh dưỡng, chùa mình mấy cô thiếu chất dinh dưỡng ha, nhìn đi có ai mập bằng mấy cô mình không, cô nào ở đây dám giặt lộn với mấy cô mình đưa tay lên. Đừng có nói chuyện ăn mặn thử coi, mạnh bằng mấy cô mình, mấy cô mình ăn chay nó mạnh ác đạn, nó mà kênh có những đứa ve luôn, không dám ho hé luôn. Đứa nào tụi nấy ăn chay mà thấy tướng chưa, nó từ nó đó thiếu chất dinh dưỡng, không có thiếu chất dinh dưỡng đâu, mà ngộ thay ăn chay là da mặt đẹp nghe đó. Rồi người nó hiền, nó nhẹ nhàng lại, ít nóng tính nữa, ăn chay hay lắm.
Nên những người mà chưa ăn chay trường được, từ hôm nay phát nguyện ăn chay trường, ăn chay được liền. Chỉ cần phát nguyện cho mạnh, đừng có sợ nghe, đừng có sợ tôi ăn chay tôi sốt ruột, ăn chay làm không nổi, đừng có sợ. Ăn chay nó làm ăn còn phát đạt hơn nữa. Ăn chay trường là tự nhiên làm ăn nó được liền. Tại vì sao? Ăn chay phóng sanh, tâm từ bi nó được trưởng dưỡng lên, nó tốt, thấy không? Đó, nên quý vị nghe như vậy rồi, chúng ta đi đến đây nghe pháp, những đức nói rất là nhiều thứ cho quý vị nghe, để quý vị tìm hiểu thêm Phật pháp, để càng có lòng tin đối với Phật pháp, và chúng ta là người áp dụng Phật pháp. Nên Đức Phật nói là tự đốt đuốc mà đi, chứ không phải là vì ai mà đi hết trơn á. Tự mình đốt đuốc mà đi, còn ai không đi mình cũng đi, thầy không đi con cũng đi, chứ không phải là thầy đi con mới đi, mà thầy nghỉ thì con nghỉ. Không có, thầy không đi con cũng đi, vì thầy không đi kệ cha thầy. Tôi nói thầy là tôi á, tôi không nói thầy nào hết trơn á, tại tôi cha mắt rồi. Tôi nói kệ cha tôi là chuyện của tôi có quyền, đúng không? Tôi không nói kệ cha của ai, nghe chưa? Đừng có nói sao ông thầy Đức không nói kệ cha mấy ông thầy kỳ cục ghê. Tôi nói kệ cha thằng Đức, không nói ai hết trơn á, chữ tôi được không? Tôi có quyền chữ tôi, chữ mình mà cũng không có quyền nữa, vì cái này khổ quá, đúng chưa? Nó nói ông thầy không đi đó là chuyện của thầy, là nói của những Đức, nghe không? Còn quý vị cứ đi, nghe chưa? Nó một ngày nào tôi gặp kiếp nạn gì đó, chuyện của tôi, không ai được quyền đụng vô, hiểu không? Quý vị cứ tu, quý vị cứ duy trì cách tu, quý vị cứ cố gắng niệm Phật, đó là đặc biệt nhất rồi. Ai về trước thì kéo cái thằng sau lên, còn tên nào cũng không về hết trơn, chắc nó chìm xuống biển chụm chụm, hiểu chưa? Nên chúng ta mà thương nhau thì tên nào lọt được thì chạy đi, lọt được thì chạy về cực lạc liền. Để mình về cực lạc á, mình mời Phật A Di Đà, mà khi mà những đứa ngáp ngáp á, có nhiều bà đây lớn tuổi hơn, bà nào đi trước thì về chảnh trước đi nghe, ông nào đi trước về chảnh trước, xong á đi lên chảnh nói Phật A Di Đà, ông thầy Đức cũng tội nghiệp nhiệt tình thiết ghê, vì cái chuyện lo cho chúng nhiều quá, cuối cùng ổng ở lại lâu quá trời lâu, mà con thấy cái tình trạng của ổng, con thấy sao ông ngáp ngáp kỳ cục quá mà không chết. Con nhìn xuống, tại vì lúc đó là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, nên nhìn xuống thấy rõ ràng những đứa đang làm sao. Mà thấy gì đâu mà những đức mà tới cái tuổi già mà sao mà nó Mà cứ gì nè, cứ như vậy. Mình thấy tội nghiệp quá, thì hướng dẫn mình tu, mà nhiều người cũng về cực lạc á. Mình nói phiên Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, bây giờ con nó sống mới có tình có nghĩa, nhờ ổng hướng dẫn mà con bây giờ về đây gặp ngài. Bây giờ ngài cũng chéo chéo vài cái cho ổng tỉnh một chút. Này nỉ năn nỉ Phật A Di Đà, Phật A Di Đà nói, con còn nói như vậy không lẽ ta bỏ nó sao? Thằng đó tuy là nó chưa đạt trình độ giải thoát, nhưng mà thật sự này nó gan, thấy không? Nó nhiệt tình, thôi nhờ cái nhiệt tình mà để ta búng một cái, búng một cái, trời ơi đà thần thông cao lắm, búng cái tự nhiên những đức mà đang ngày búng cái những đức lúc đó là bắt đầu sao, tự nhiên đang ngắt ngư mà tự nhiên ngày búng cái, tự nhiên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, tự nhiên sao Đức hồi dương kỳ cục cái chợ, sao nằm im ru ngơ ngơ ngát ngát, tự nhiên giờ hồi dương, tự nhiên nổi máu lên, tự nhiên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu là tới câu cuối cùng, phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi luôn. Trời ơi, đó rồi. Ôm Đức thì ghê quá. Tự nhiên đang ngắt ngư, tự nhiên biết làm sao. Tự nhiên biết làm sao, tự nhiên ổng á, A Di Đà Phật quá nhanh, cái niệm từ nhanh xuống chậm, chậm xong cái ổng đi luôn. Thì mình lúc đó mình nói, tao nhờ Phật A Di Đà búng á mày. Ráng tu đi. Ráng tu mày chân thật đi. Tới cuối cùng mày mệt mệt, ổng búng mày một cái là mày tỉnh nè. Thấy không? Mày thấy gần gũi chưa? Thật sự mà nói Phật A Di Đà ngày thương mình lắm. Ngày đâu có muốn đứa con nào ở lại đây khổ đau đâu. Thấy chưa? Đúng là cái tịnh độ này nói nó không nghĩ được. Đúng là nó đặc biệt ghê thiệt, thấy không? Nên cái đặc biệt là phải tích lũy được phước báo nhân duyên. Mà người tu pháp môn tịnh độ là cái người phước báo nhân duyên họ rất là dày. Nên con người họ thường tươi vui và sống tuyệt vời lắm. Con người tu tịnh độ á,
họ không có bị nặng nề, đặt vấn đề nặng nề bất cứ một sự việc gì trong cái cuộc đời này quá. Tại vì mục tiêu của mình là đi về thế giới cực lạc, mình đâu có đặt những vấn đề gì nặng nề trong cuộc đời này quá quý vị. Nếu như mình đặt những cái vấn đề trong cuộc đời này nặng nề quá vậy thì cái tâm mà tín nguyện niệm Phật giảng sanh của chúng ta để đâu? Nên quý vị thấy những đứa lúc nào cũng là như vậy á chứ ha. Dịch gà gì những đứa cũng vậy à. Thì thấy rõ ràng không? Gặp lại vẫn là như vậy. Đó. Vì sao? Vì mình mục tiêu là mình đi về thế giới cực lạc. Mục tiêu là đời này mình giảng sanh. Nó mục tiêu của mình là nhất định đi về thân cận Phật A Di Đà để làm Phật thôi. Mục tiêu là như vậy. Còn ở thế gian thì chúng ta là đang sống thì chúng ta phải làm một số việc gì đó trong cuộc đời mình có ý nghĩa. Những đức thấy rằng cái nơi đây và những cái ngôi chùa mình để phát triển về tịnh độ thì những đức nói với vị nghe đây là những điểm đặc biệt về tịnh độ mà chuyên nhất. Quý vị về đây vị có cảm giác rằng là ngày chủ nhật dù quý vị ăn một miếng cơm rất là bình thường trong một cái hộp cơm thôi mà quý vị ăn rất là ngon. Chính quý vị ăn, những đức đứng ở trên lầu, những đức nhìn cái miệng quý vị ăn. có nhiều cô ăn mà nè, liếm sạch hết trơn, không còn miếng dọc trên môi luôn. Có nghĩa là cái cảm giác người ta nó ngon mà rất là nhiều người nói trời ơi sao ngộ quá thầy ơi, con về chùa thầy là con ăn cơm rất là ngon, vậy là ở một tuần là lên 1-2 kg lạ như vậy, ở nhà con làm đồ ăn còn ngon hơn chùa thầy mà ăn vẫn là không ngon. Những đức nói cô biết á, cái ăn ngon ngủ yên nó không phải là cái việc mà nhà cao cửa rộng hay là đồ ăn uống ngon, mà cái ăn ngon ngủ yên là từ cái tâm nó sanh tướng. Cô về đây là cô không có nặng nề về vật chất tiền bạc, và con người nó tự nhiên nó hạ xuống cái việc mà vật chất thấp luôn. Mà vật chất khi mà thấp rồi thì tự nhiên con người cô nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì quý vị để ý đi, quý vị mà gần gũi một con người nào mà vật chất mà nặng nề, rồi con người nào mà tính toán so đo với mình nặng nề, mình gần những người đó là mình cảm thấy mình khó chịu liền à. Thì mình ăn không ngon, ngủ không yên, mình ăn uống ngồi đâu mình đều bị giống như bị khuôn mình nặng nề, không có được tự tại thoải mái không. Còn quý vị gần một con người mà nó đơn giản bình dị, bây giờ điển hình như những đứa quý vị gần gũi những đứa quý vị sẽ thoải mái. Vì sao? Những đứa rất là thoải mái, những đứa không có bị câu thúc từ văn tự, không có chịu cái chuyện mà thí dụ như một số người khi như đức gặp họ đi, họ một số huynh đệ như đức không nói đâu xa lạ, một số anh em mà mấy ổng đi chỗ này đi chỗ kia lâu lâu gặp là những đức á, khi ngồi ăn cơm chung là mấy ông là có một đôi đũa một cái muỗng để lịch sự đi đúng không, thì mấy ông ăn mấy ông gắp đũa rồi mấy ông bỏ vô chén rồi muỗng múc riêng những đức là những đức chát thoải mái luôn, những đức chát tơ bờ qua lá. Một chút là mấy ông phải tranh thủ thôi, tại vì ông Đức ông vớt sạch nhách, mình mà chậm kiểu này là ông vớt không còn miếng. Cuối cùng ông lao theo luôn, ông nói không, ăn với sư huynh là không thể nào mà đũa gấp và muỗng múc được, ăn với sư huynh là phải đũa là vớt nhanh lẹ, tại vì sư huynh ăn nhanh quá, sư huynh có đâu đũa không mất thời gian, nên sư huynh vớt tứ tung, rồi múc thì sư huynh múc tá lả. Cuối cùng thì thôi, để phải làm theo chứ nếu không chút chắc để đói quá. Để biết rằng á, thật sự mà nói nếu những đức đi đến một cái nơi nào thì nhất định những đức sẽ giống hệt người ta thôi. Nhưng mà cái nơi của những đức ở thì những đức nhất định những đức sẽ duy trì chính mình. Ai đi đến đây phải giống tôi đi đến nơi khác tôi giống người ta, còn người ta đi đến đây người ta giống tôi. Nên tại sao quý vị đi về đây ăn ngon ngủ yên? Vì quý vị đã hạ được cái việc gì vật chất thấp hoàn toàn luôn, từ đồ đạc, từ hình thức của mình ở đây là quý vị sẽ không có đặt vấn đề đó rồi đó. Quý vị sẽ không đặt vấn đề cái việc đó. Nên hàng Phật tử đi về chùa, quý vị thấy quý vị càng ngày càng đơn giản. Mà quý vị càng ngày càng đơn giản thì quý vị càng ngày càng vui. Càng ngày càng đơn giản thì càng ngày càng vui. Tại sao Đức Phật tự tại đến cái mức mà quá tự tại? Là vì sao? Vì Đức Phật quá đơn giản. Đơn giản chỉ còn ba y một bát có ngủ gốc cây, mà không ngủ một gốc cây nữa. Quy tắc á, là Đức Phật đưa lên là ngủ gốc cây chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau phải đổi gốc cây. Trời ơi, không được ngủ một gốc cây. Vì sao? Sợ chấp gốc cây. Nên người ta tự tại vô cùng, vì người ta không còn cái gì nặng nề mới gọi là tứ đại giai không. Còn mình á gì? Còn mình là tứ đại tùm lum. Đúng không? Thờ Đức Phật là người ta tu hành gọi là tứ đại giai không, còn mình là tứ đại tùm lum. Mình tứ đại tùm lum nên mình phiền não tùm lum.
Còn người ta tứ đại giai không là người ta không chấp nhất nặng nề dính mắc. Nó ví dụ như bây giờ thỉnh người ta về cúng dường chay tăng, Đức Phật thuyết cho bài pháp, dùng xong Đức Phật đi về lại tịnh xá, ở cái nơi rừng rú đồ niệm Phật tu hành vậy thôi. Chứ không có cái chuyện nặng nề về vật chất, hoặc là chúng ta phải dùng phương tiện gì đó để mà nói chuyện với những người trưởng giả cư sĩ giàu sang, để mà thăng cặn, để tiền bạc vật chất. Nên cuộc đời của Đức Phật và đệ tử Đức Phật sống rất là tự tại an vui. Còn cuộc đời chúng ta tu hành mà không có niềm vui tự tại là vì sao? Vì mình tứ đại tùm lum. Còn Đức Phật là tứ đại giai không. Nên bây giờ chúng ta không nổi rồi. Bây giờ chúng ta tứ đại giai không nổi. Vì sao? Vì bây giờ thầy chùa chạy xe ra đường đổ xăng cũng phải trả tiền. Sao mà không? Đúng không? Rồi chúng ta ngày ăn ba bữa sao mà không? Còn thờ Đức Phật còn tại thế, những vị chứng quả đi khắc thực là để kết duyên chúng sanh, để giảng những bài pháp cho chúng sanh nghe. Từ nơi đó mà đi khắc thực, chứ các ngài khỏi cần ăn cũng không đói nữa. Nên các ngài đi khắc thực là để đem Phật pháp hoằng truyền. Nên khắc thực rồi á, bắt đầu là có miếng đồ ăn, mà quy tắc mấy nhà nha, khắc thực mấy nhà, nếu mà không có ăn là không được tiếp tục đi nữa. Hoặc là khắc thực là không được qua thờ gian ăn là của 12 giờ trước. Có nghĩa là qua giờ đó mà không khắc thực được cái gì là ôm bình bát không đi kiếm nơ gốc cây ngồi để mà thiền định. Đó, quy tắc luôn mà ngày ăn có một bữa à. Mà ai cho gì ăn cái nấy. Mà họ ăn không chấp nhất đồ ăn ngon, đồ ăn dở luôn. Họ đạt cái trình độ gọi là gì, những bậc chứng quả không à. Nên mới tứ đại giai không. Còn mình bây giờ mà cho mình ăn cái gì lạc quá mình nói lạc quá, đúng không? Còn người ta cho mình ăn cái gì mặn quá mình nói mặn quá. Người ta cho mình ăn cái gì ngọt quá mình nói ngọt quá. Còn người ta cho mình ăn cái gì ngon quá mình nói ngon quá. Hiểu thấy chưa? Nó bây giờ mình là tứ đại tùm lum. Nó bây giờ mình là không nổi. Nên vậy thì mình cần thiết phải tu một cái môn mà mình phải nương vào cái tha lực của Phật để được giải thoát. Chứ mình không có khả năng tu tự lực. Đệ tử Đức Phật ngày xưa tu cái pháp tự lực, mỗi người có một cách tu. Đức Phật không khuôn khuyết gì cái cách tu. Đức Phật chỉ là người giảng dạy, chỉ dạy họ tự giác ngộ buông xuống và họ tu hành, họ chứng quả. Những cái căn tính đó đó là tất cả quy về thờ Đức Phật còn tại thế, là toàn là những căn tính cao không à, hiểu không? Người ta tu tự nhiên chứng quả hết trơn á. Còn mình bây giờ tu là phải có một cái hội chúng để tu. Nên sau này Phật pháp đi qua bên Trung Hoa thì đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng á, ngài Bá Trượng Mã Tổ đồ là bắt đầu lập ra Tùng Lâm đồ giới luật này kia, là biết rằng là tới thời đó đó là Phật pháp con người ta phải quy về và có một đại chúng tu. Nên các ngài nói rằng là muốn đạt được công phu thật sự thì phải ở trong chốn Tùng Lâm, là ở trong cái đạo tràng đông người để được rèn luyện tu phước tu duyên đó. Rồi xong phải có một cái môn tu. Mà ngài Bá Trượng ngài có một câu ngài nói á, tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Ngài là người tu thiền mà ngài có một câu nói là tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Vì sao tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất? Vì dưới căn tính của mình niệm Phật để nương vào bổn nguyện của Phật để cầu sanh cực lạc là vững vàng nhất, đúng không? Rất là rõ ràng. Nên quý vị từng nào về đây những đứa cũng xây vòng vòng cái câu ai là Phật à, mà nói hoài nói không hết. Tại vì sao pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, nghĩ không nổi bàn không hết. Nên chúng ta cứ chân thật nói dưới khả năng của mình để gây dựng tính nguyện niệm Phật đó. Nên từ nơi đó mà quý vị về đây ăn ngon ngủ yên vậy thôi. Bây giờ tu xong nè, quý vị coi ra ngoài nè, chúng ta ngồi trên bàn đồ, chúng ta ngồi ăn, vợ chồng con cháu rồi anh chị em gì đó, rồi ngồi trên bàn ăn cơm hộp đồ, đồ ăn thức uống đồ, cái gì cũng dọn ra ăn, quý vị thấy ăn nó vui vô cùng không? Nên cái ngày Chủ Nhật là cái ngày cộng tu, tu phước tu duyên đặc biệt thù thắng. Vì thấy cảm giác rõ ràng. Nên những người mang nghiệp phá thai hay tạo tội nghiệp gì nặng nề, quý vị phải nhớ rằng là ngày Chủ Nhật của chùa mình có thể hóa giải nghiệp chướng. Mà cái hóa giải nghiệp chướng là từ đâu? Cái hóa giải nghiệp chướng là do mình an lạc, mình vui, mình quên đi cái tâm buồn giận, mình quên đi cái nghiệp phá thai, mình quên đi những cái tội lỗi đã qua, rồi mình nhớ ai với đạo Phật. Vì thì nhớ Phật gọi là chuyển nghiệp, đúng không? Đó. Nên vui vẻ tự tại là chuyển nghiệp. Còn quý vị nói bây giờ tôi phải dùng cách gì để chuyển nghiệp? Chuyển nghiệp, chuyển nghiệp. Bởi vì nặng nề sao chuyển nghiệp? Con người nó phải vui vẻ tự tại trong mọi hoàn cảnh, giàu nghèo được mắc, mà mình vẫn duy trì được cái tâm tu của mình thì đây là chuyển nghiệp rồi. Nó ăn ngon ngủ yên là chuyển nghiệp rồi còn gì.
Con ăn không ngon ngủ không yên, dù có cố gắng tu chăng nữa nên nghiệp này vẫn là nặng. Chừng nào quý vị ăn ngon ngủ yên trong mọi hoàn cảnh, sống tự tại vui vẻ là chuyển nghiệp. Nên ngày Chủ Nhật đi về đây vui là chuyển nghiệp rồi đó. Về đây là chuyển nghiệp vì vui. Không có cái nghiệp của tiền bạc buổi sáng bận tâm vì tiền bạc con cái này kia. Mà về đây cái là tự nhiên chúng ta có gì ăn cái nấy, chúng ta sống vui vẻ tự tại, có nụ cười là chuyển nghiệp. Về đây cái là chuyển nghiệp liền, mà về nhà là tăng nghiệp. Nó ngộ ghê. Đến đây là chuyển nghiệp mà về nhà là có nghiệp liền. Có khi có nhiều cô nói con đến đây con tu con vui vô cùng. Vừa về nhà cái là thấy nhà con chồng con nó bày nguyên một cái sòng nhậu, nó rề rà. Nó vừa gặp con nó kêu em đi chưa về. Con nghe cái là tự nhiên trong người con nó có máu nổi lên liền. Thầy nhìn thấy rõ ràng chưa? Đến chùa là tiêu nghiệp và về nhà là tăng nghiệp liền nha. Có cái nhân của cái nghiệp trước mặt liền. Thấy rõ ràng không? Vậy thì bây giờ chúng ta đi đến đây, chúng ta áp dụng cái niềm vui là do gì? Chúng ta không có cái nhân mà chúng ta sanh ra cái nghiệp nhiều, hiểu không? Vậy thì chúng ta làm sao ở nhà mình có thể chuyển được nghiệp? Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải có một phương pháp tu. Mà phương pháp tu đặc biệt hữu hiệu nhất trong cái thời cuộc hiện tại này á, là phương pháp gì? Đó là đi đứng nằm ngồi A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Cứ thường niệm Phật như vậy thì nhớ Phật chuyển nghiệp, thấy không? Khi cái tâm mình mà mình nhớ Phật, mình niệm Phật như vậy thì cái sự bực bội khó chịu của mình khi trước mặt mình cái này kia là nhờ câu Phật hiệu nó cứ quay trong tâm mình, nó giải bớt đi. Nó giải bớt đi. Tại vì trong câu Phật hiệu nó có diệu pháp âm. Khi bị niệm lên câu Phật hiệu thì cái tâm tham sân si vì nó giải thì nó nhẹ bớt. Mà nó nhẹ như vậy thì lâu ngày mình gây dựng được câu Phật hiệu này thành một cái tính nguyện, tính tâm cực kỳ mạnh. Mà tính tâm tính nguyện cực kỳ mạnh đối với câu Phật hiệu. Vậy thì tính nguyện tính tâm với tham sân si nó nhẹ bớt. Mà nhẹ bớt tham sân si thì cái công đức niệm Phật và bổn nguyện niệm Phật nó tăng. Mà bổn nguyện niệm Phật mà tăng lên rồi thì tức khắc quý vị sẽ sống an vui hạnh phúc, đúng không? Rõ ràng đó chưa? Đó, giống như những đức chuẩn bị qua đây chia sẻ Phật pháp thì phải làm sao bên kia? Những đức bây giờ mới khai chuyển được cái điều địa chung niệm Phật bốn chữ. Hay, công nhận thiệt. Những đức thí nghiệm thử. Tại giờ những đức chạy xe có khi chở mấy cô đồ Chủ Nhật đi qua bên kia, nó gặp nhóm bên kia, những đức không có muốn chùa của mình mà mỗi một ngôi chùa nó trở thành một cái riêng biệt và nó cái tổ chức của nó tự nhiên nó xa cách nhau quý vị. Những đức không muốn điều đó xảy ra. Nên mỗi tuần Chủ Nhật hoặc là một tuần có nấu ăn gì là những đức cho bên kia qua đây, bên đây qua bên kia. Nó qua lại nhau để nó trở thành là tình thương mến thương. Nó thăng mặt 3-4 ngôi chùa nhưng mà nó là một. Nó không có được phân tách ra là bên kia nó khác với nhau. Vì sau này như vậy cái tổ chức mình sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Nên quý vị biết rằng là Chủ Nhật đồ nhà Đức chở qua bên kia, hoặc là nhà Đức chở mấy cô mấy chú đi đến siêu thị đồ họ mua cái gì thì nhà Đức ngồi ở bên ngoài xe, nhà Đức đợi. Khi mà họ đi vô trong siêu thị, những đứa ngồi ngoài xe, những đứa nói vô đó chơi thoải mái, lựa đồ thoải mái đi, một tiếng hai tiếng đồng hồ cũng không sao đâu. Vì sao? Bây giờ những đứa có phương pháp để mà ngồi trên xe chờ người mà tu được, đặc biệt vô cùng cái điều địa chung bốn chữ. Quý vị nhớ nha, trong chiếc xe thu cái điều địa chung bốn chữ nha, cái điều hộ niệm vẫn không đạt bằng cái điều địa chung bốn chữ. Vì cái điều địa chung bốn chữ nó quá thu hút mà. Quý vị biết rằng ngồi trên đó mà niệm chừng 3 quận thôi là chúng ta vớt được tiếng đồng hồ niệm Phật. Nó niệm nó thu hút mình vô cùng. Thí dụ như ngồi cho nó từ cái điều đi chung chậm mà đi đến nhanh, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nó làm cho mình 20 phút là qua cái vèo, quay lại 20 phút cái vèo, 20 phút cái vèo mau cấp kỳ. Quý vị thử đi cái điều đi chung đó mà lúc quý vị nấu cơm đó rồi đi. Nấu cơm nó thì xào đồ ăn rồi đi. Nó làm cho quý vị hứng thú xào đồ ăn vô cùng luôn. Tại vì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó làm cho mình trộn nó cuốn vô câu Phật hiệu. Nên những đức nói rằng là ngồi đợi ai hoặc người ta đi mua gì, hoặc là mấy ông đàn ông chở vợ đi mua đồ mua sắm, đàn bà thì ta vô lựa, nó trộn nó nhiều chuyện nhiều điều, nó coi cái này coi cái kia, không mua mà cũng nhìn son, nhìn phấn, nhìn đồ, nhìn quần, nhìn áo, nhìn tùm lum. Rồi mất thời gian, mình phải để cho họ thoải mái đi. Chứ mình đừng có mà cái kiểu mà mình ngồi bên ngoài mình đợi người ta, mà người ta ra mình mặt lớn mặt nhỏ, cằn nhằn cử nhử. Đi gì mà đi lâu, mua cái gì mà mua dữ, mua gà cây cái gì mà mua dữ. Bực bội, mình mà chở người ta đi mua đồ gì mai mốt người ta không dám nhờ mình ở đâu. Nên mình là người đàn ông mình phải ra lăng chút xíu.
Mình ngồi mà khi mà ta mua đồ ra, mình bước ra, mình mở cửa xe ra, đồ đưa đây, sách phụ cho này kia đồ, bước ra đồ năng nổ vui nha, vui vẻ. Thì tự nhiên mình chở người ta đi mua đồ vậy đặc biệt lắm. Còn mình mà chở người ta đi mua đồ, mình ngồi ở ngoài mà kiểu mình đợi người á, cái tâm đợi người là sanh phiền não. Còn bây giờ cái tâm chúng ta niệm Phật sao sanh phiền não? Họ đi vô trong họ lựa đồ, họ nhìn ngó, họ mệt vô cùng. Còn mình ngồi bên ngoài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ồ, nó sướng gì đâu chứ. À, thử đi, nhà Đức làm thử rồi nè. Đây là chính xác thật 100% luôn, tự làm luôn. Chở mấy cô đồ đi đến siêu thị, đi đến Bách Hóa Xanh đồ ha. Vô trong nó lựa đồ, nó mua quá trời mua. Mình ngồi bên ngoài xe, mình chạy qua bên cái đường bên kia ha. Mình chạy lên cái đường ranh, mình ngồi trên đó, trên chiếc xe. Mình bấm cửa sổ xuống chút xíu, cái cửa xe xuống một chút. Mình bắt niệm Phật lớn lên để chi? Cho ở khu vực ở đó cỏ cây hoa lá hương linh gì, người bán đồ hàng rong đồ được nghe điệu niệm Phật luôn. Mình ngồi mình cứ gì đội cái nón lên, sợ ta nói mình thầy chùa mà chạy xe hơi đồ chở mấy cô ni rồi đi mua đồ ha, mình đội cái nón kết nè, bịt khẩu trang ngang ha. Tưởng nhìn tưởng đó là dân này dân chạy xe đúng không, tưởng đó dân chạy xe mà không ngờ thầy chùa. Mấy cô gặp cũng không biết đâu, đội nó kết nha. Thường là đi đâu bây giờ đội nó kết không à, như đi đâu giờ cũng đội cái nó kết nha. Nó đội nó kết chạy xe đường, đội nó kết bịch khẩu trang ngang nha, ngồi nghe đợi mấy cô nghe bắt cái điều niệm Phật lên, bấm cửa xuống. Có nhiều người nói trời tài xế mà niệm Phật dữ dằn trời. Ngồi bên trong nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình làm như mình nghe nhạc ngày xưa vậy đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phê hiểu không, niệm Phật mà phê á. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Trời ơi, nó tự tại về đâu thì quý vị biết cái cảm giác đó đó nghe. Cái cảm giác đó mà tự nhiên mấy cô mà ra cái là như đứt bước xuống liền. Tại mình là gì? Mình là người chạy xe, mình phải làm luôn trách nhiệm của lơ xe. Bước ra bấm cửa kịch kịch kịch, kéo cửa rẹt, mở cửa sổ phía sau, mở cửa phía sau để đồ vô, sách phụ vô. Trời ơi, lúc mình làm ông thầy thì hướng dẫn nhiệt tình, lúc chạy xe thì làm người chạy xe nhiệt tình, lúc làm lơ thì làm lơ nhiệt tình. Vậy thì mình ở nhà mình lúc làm chồng thì có quy của làm chồng, lúc chở vợ đi mua sắm thì có cái quy của mua sắm, lúc đợi chờ người ta thì mình mới là người đợi chờ tuyệt vời hơn, nhẫn nại. Vậy thì quý vị là người chồng người vợ quá tuyệt. Vì thấy không, có một tình độ hay không? Đây là áp dụng thật sự luôn nè. Thật sự là áp dụng, tại vì mình chạy xe bây giờ mình không có cơ hội, mình phải chở mấy cô đi để mình có cơ hội mình luyện xe, mình chạy cho cứng luôn. Nó mình chở họ đi để mình có cơ hội mình chạy á. Mình chạy chỗ này chạy chỗ kia cho mình quen luôn, biết luôn. Nó lỡ rồi chạy xe chạy tới cùng luôn. Bữa nay xe 16 chỗ được chạy kích liệt, chạy rồi. Xe 30 chỗ chơi luôn. Chạy hết. Tại vì sao phải biết? Biết rồi thì quản lý nguyên một cái dàn xe chùa mình mười mấy chiếc. Mình nghĩ đi. Thì xe chạy sao sao, mấy ổng sao sao. Những đứa lên xe chạy xong bật máy lạnh xong tắt xe cái là những đứa tắt máy lạnh hết làm sao. Để mình coi trong cái giấy hướng dẫn mà để mà gọi là xe chạy cho nó bền bỉ sao sao đó. Mình coi vào đó mình thí nghiệm mình thử hết. Khi mà ông nào chạy xe lạng quạng là bị Như Đức biết hết trơn. Còn nếu không Như Đức không biết cái gì hết trơn, mấy ông làm cái gì Như Đức có biết đâu. Quay mình sao mình nghe vậy, bây giờ Như Đức biết gì chuyện xe cổ hết trơn rồi. Nên từ nơi đó thì mấy ông chạy xe, Như Đức gầy sao sao sắp xếp xe mình ổn định. Mấy vị thôi, cả một vấn đề mình phải rèn luyện chứ, thấy không? Nó này là xác thực chứ không phải là mình nói mà không làm. Nó đây là hướng dẫn, ngồi hướng dẫn quý vị rồi xong rồi nuôi bao nhiêu bà già mà tới giờ chở người ta đi mua đồ là ngồi đợi người ta ngoài đường. Đây là làm 100% luôn nè, ngồi đợi ngoài đường luôn. Nó từ nơi đó mà phải làm như vậy đó. Nó con người của mình sống trong cái cuộc đời này á, cái việc lớn cũng làm được mà việc nhỏ cũng làm được. Đừng có nói là tôi làm việc lớn việc nhỏ không làm. Vậy thì cái việc nhỏ không làm nó phá từ cái nhỏ. Giống như nguyên một cái lu nước nó bự nhưng mà nó rỉ một chút nước, mà mình không giải quyết cái vấn đề rỉ nước này là nó chảy hết trơn nước trong cái lu. Thấy không? Nên cái việc này là trong cái cuộc đời mỗi con người chúng ta phải nhận thức. Nên những Đức nói cái pháp môn tịnh độ này nó hay lắm. Ngày Chủ Nhật mà quý vị đi đến đây cộng tu nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Những Đức nói lợi ích quá lớn. Nói mà cái chuyện mà vợ chồng gia đình đi đến đây cộng tu ngày Chủ Nhật mà vui là thấy đặc biệt rồi. Nó vui là thấy đặc biệt rồi đó. Ngồi tự nhiên bị kết duyên được bao nhiêu con người tu ở trong đây, mà những con người ở đây tương lai sẽ về thế giới Cực Lạc làm Phật. Bây giờ quý vị phải nhớ là chỉ cần nghe câu Phật hiệu là gieo cái duyên đắc độ về sau. Còn ai chân thật hành chi tịnh độ thì đời này chắc chắn vãng sanh. Nên có một câu nè mà vị thiền sư ngày dạy nè:
Tăng thiền sư có câu: Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ thật dễ sanh. Còn viết: Người tham thiền rất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn chỉ e đời này chưa thể đại ngộ, phải nhờ Di Đà nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh. Ngài còn viết: Nếu ông niệm Phật mà chẳng sanh tịnh độ thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi. Ghê không? Thì thiền sư này nói một câu không? Nếu ông chân thật niệm Phật gầy dựng tính nguyện cả đời, mà nếu ông không vãng sanh thì lão tăng ta sẽ chịu đọa địa ngục kéo lưỡi. Còn nếu ông niệm giữa chừng mà ông bỏ cuộc thì chuyện này không tính nha. Nó, ông phải từ khi gặp tịnh độ cả đời ông niệm Phật không bỏ cuộc luôn. Ông gặp sự cố gì ông cũng phải niệm Phật hết trơn á. Nếu mà ông không vãng sanh thì lão tăng ta chịu đọa địa ngục kéo lưỡi. Nó rộng ra một chút. Không? Nên từ nơi đó mấy vị coi, những vị này tâm đắc về tịnh độ vô cùng, tuy là tu thiền. Tu thiền mà rất tâm đắc về tịnh độ. Vì biết rằng ngài Ngẫu Ích Đại Sư là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài là tu thiền đạt đại ngộ. Quý vị phải nhớ nghe, đại ngộ cũng chưa giải quyết vấn đề sanh tử. Tu thiền mà đại ngộ chưa giải quyết được vấn đề sanh tử. Phải là đại triệt đại ngộ mới là giải quyết vấn đề sanh tử. Triệt luôn, không còn một chút nghiệp luôn. Đại triệt đại ngộ mới giải quyết vấn đề sanh tử. Đại ngộ vẫn chưa giải quyết được vấn đề sanh tử. Khi ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ngài tu thiền đạt đến đại ngộ rồi, ngài gặp một chặng bệnh, quý vị biết rằng ngài tự nhiên ngài không giải quyết được vấn đề sanh tử. Lúc đó ngài mới tìm sách của Đại sư Liên Trì ngài đọc. Khi đọc sách của Đại sư Liên Trì xong rồi, ngài quy hướng ngài niệm Phật luôn. Lúc đó ngài niệm Phật nghe, thì ngài có viết một đoạn văn, ngài nói rằng: Lúc đó tôi niệm Phật, một vạn con trâu kéo tôi, kéo cũng không nổi tôi nữa. Ý nói là cái gì? Là tính nguyện của ngài quá kiên cố. Nếu ngài tu thiền mà đạt đến đại ngộ, có nghĩa là bậc thông tông thông giáo, như là bậc tổ sư của nhà thiền luôn rồi đó quý vị. Nhưng mà quy hướng niệm Phật, lúc đó ngài tính nguyện, ngài biết được cái pháp môn tu thiền không dễ. Dù là đạt đại ngộ nhưng khi bệnh đau không giải quyết vấn đề sanh tử, phải đại triệt đại ngộ thì mới thu thần tịch diệt, mới được giải thoát hoàn toàn. Từ nơi đó mà ngài thấy quá khó, ngài mới đọc sách Đại sư Liên Trì, và ngài từ đó về sau khuyên người niệm Phật. Mà chính bản thân ngài niệm Phật, ngài nói rằng một vạn con trâu kéo ngài kéo không nổi ngài luôn. Quý vị coi, đại ngộ chưa giải quyết được vấn đề sanh tử. Vậy thì bây giờ quý vị tu những cái môn như vậy, quý vị đạt được cái gì? Quý vị ngồi còn ngủ gục nữa chứ đại ngộ. Thử ngồi đi ngủ gục không? Đại thiền là gì? Là đại ngủ. Thử đi. Rồi khi quý vị mà không đạt được cái gì của cái cách tu đó, thì làm sao quý vị giúp cho người thân mình? Rồi khi quý vị giúp cho một con người bình thường, mà nếu quý vị tu ngoài tịnh độ, quý vị giúp cho một con người bình thường, người thân quý vị bình thường, cha mẹ bình thường gần chết, quý vị giúp sao? Giúp sao? Khi quý vị tu thiền phải đạt được cái công phu là câu thông được tâm thức. Thì khi quý vị ngồi xuống, quý vị câu thông từ tâm thanh tịnh, câu thông nhau thì giúp được nhau, hỗ trợ một chút. Còn nếu như cái tâm quý vị động loạn hoàn toàn, ngủ gục, không đạt được công phu gì, thì quý vị ngồi đó thì quý vị giúp người ta cái gì? Không có cái tha lực để giúp được. Còn tu tịnh độ thì làm sao? Tu tịnh độ thì cái người thân của mình, dù họ chưa biết tu bao nhiêu, nhưng khi họ cận tử nghiệp gần chết, mình nói với họ thế giới cực lạc đặc biệt lắm, nên niệm Phật. Chúng con niệm Phật, chúng tôi niệm Phật, niệm theo nha. Thì bắt đầu là mình niệm Phật, họ nghe câu Phật hiệu, họ niệm theo, họ nương vào bổn nguyện của Phật. Tự nhiên lúc đó tâm trạng họ bình tĩnh thoải mái, là lúc đó họ có thể an lạc, họ trụ vào câu Phật hiệu để họ nhẹ nhàng họ đi. Nếu họ không được vãng sanh mà họ nghe được danh hiệu Phật, gọi là văn danh được phước, thì họ cũng được tái sinh đến cảnh giới lành. Còn nếu như không phải tu tịnh độ, quý vị lấy cái gì giúp người ta? Mà cái người tu tịnh độ á, gặp người bệnh đau bị khuyên rất là dễ, niệm Phật đi. Còn cái người không tu tịnh độ, quý vị gặp người bệnh đau bị kêu cái gì? Kêu gì đây? Không lẽ kêu ngồi thiền đi? Còn mặt tông còn khó hơn nữa, tức thân thành Phật khó hơn tu thiền luôn. Nên nó là mặt. Mặt không phải là bí mật. Mặt tông gọi là gì? Chừng nào bạn đạt được công phu cực kỳ cao đi rồi bạn hãy tu mặt tông, bạn mới vô đó được. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày Phương Tiện, ngày nói một câu như thế nào? Bây giờ bạn về cực lạc đi, rồi các môn như tu thiền, tu mặt bạn hãy tu. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị chân thật, nếu quý vị là người đã niệm Phật sanh cực lạc, thì quý vị mau được thành Phật thì phải làm sao? Tiếp tục về cực lạc niệm Phật.
Vậy nói chỗ này có căn cứ không? Có căn cứ. Trong khi Đức Thế Tôn còn tại thế, trong cái hội giảng kinh của Đức Thế Tôn, quý vị biết rằng Kinh Hoa Nghiêm là vua của các kinh. Nhưng phẩm chót của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Mười đại nguyện vương hướng dẫn về Cực Lạc là phẩm chót. Mà đó là trong pháp hội của Đức Thế Tôn, Kinh Hoa Nghiêm là quý vị biết rằng bậc A-la-hán là không vào nổi lúc mà giảng Kinh Hoa Nghiêm mà đó quý vị. Như vậy đó mà những bậc đại sĩ như Ngài Phổ Hiền, Ngài khuyên tất cả những vị đại sĩ nên niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Mà Đức Thế Tôn Ngài nói một câu sao? Lành thai là tốt lắm, tốt lắm. Quý vị coi đó. Những bậc đại sĩ mà còn phải niệm Phật đi về Cực Lạc. Phàm phu chúng ta mà không niệm Phật đi về Cực Lạc. Vậy thì quý vị suy nghĩ kỹ đi. Nếu mình không niệm Phật đi về Cực Lạc, vậy thì mình cứ như mình tiêu rồi, mình không có cơ hội. Nên chư tổ sư nói rằng nếu như Đức Thế Tôn không nói pháp môn niệm Phật, như vậy thì chính chúng sanh 9.000 năm trong thời mạt pháp, kể như là từ cõi người cho tới cõi chờ, chúng ta không có cơ hội gì hết luôn. Nhờ cái pháp môn tịnh độ này mà cõi người được tiếp nhận và được giải thoát, cõi chờ chư thiên cũng niệm Phật để được giải thoát. Họ nói tịnh độ người nó hừng hực lên hết rồi. Có cái bà đó bên nước nào biết, bà nhắn tin thường xuyên, mới nói câu trời ơi, mỗi lần mà con nghe thầy chia sẻ mà thầy nói hừng hực con mê. Nghe hừng hực là con cũng hừng hực theo. Cái cảm giác nó như là nó nương tịnh độ rồi, nó nương bổ nguyện của con người mà nó hừng hực. Thấy không? Nên cái cách chia sẻ của người tín nguyện nó mạnh lắm. Lúc mà mình dụng công phu mình tu là mình xuống mình chia sẻ, nó cực kỳ mạnh. Nên quý vị ở nhà nghe hai thời sáng tối không được bỏ nè. Sắp xếp được ngày Chủ Nhật đi đến đây cộng tu, nó bổ túc cho quý vị, xác thực trong cái đại chúng. Mà bao nhiêu con người đang ngồi nghe gì, nó tạo thành một cái quay lực gia trì. Nó tạo thành một cái quay lực gia trì cực kỳ lớn, không đơn giản đâu. Còn thí dụ như các người trẻ tuổi đồ này kia, đồ nam trẻ nữ trẻ vô đây tu đi, những đức xin thưa quý vị 100%, nếu quý vị mà là người chân thật niệm Phật, muốn có chồng thì gặp chồng đàng hoàng, muốn có vợ thì gặp vợ đàng hoàng, đi tu thì giải thoát. Mà nếu như niệm Phật mà muốn có chồng thì gặp chồng đàng hoàng, muốn có vợ thì gặp vợ đàng hoàng. Tại vì sao? Một câu ai với đạo Phật là giai sung mãn. Nếu chân thật mà niệm Phật, con nít niệm Phật giết thành thông minh, người xấu xí niệm Phật thành có duyên, người đẹp niệm Phật thành có đạo đức. Quý vị coi, một câu Phật hiệu này giải quyết tất cả vấn đề. Đừng có nói là tuổi trẻ vô đây niệm Phật làm chi. Mục tiêu là người già niệm Phật để giải thoát, người trẻ niệm Phật lập được sự nghiệp luôn. Quý vị coi cuộc đời con người những đức nè, ngoài đời không làm ra trò chống gì, một mình mình lo không xong. Như vậy mà từ khi gặp niệm Phật mà chân thật niệm Phật, như vậy mà bây giờ lo được cho 800 người. Thấy lạ không? Mà những đức đâu có làm kinh doanh cái gì đâu, chỉ có niệm Phật thôi. Vì mà lo cho bao nhiêu trăm con người như vậy, làm bao nhiêu chương trình như vậy là vì sao? Là nhờ niệm vạn đức hồng danh. Nên tất cả những người trẻ tuổi khắp nơi nơi và ngồi ở đây đang nghe nè, đừng bao giờ chúng ta nghe mà chúng ta nản lòng vì cái chuyện tịnh độ này. Tịnh độ có thể giải quyết vấn đề cho quý vị. Nhớ nghe, tịnh độ có thể giải quyết vấn đề cho quý vị. Bây giờ mình muốn gặp một người chồng đàng hoàng không? Muốn. Gặp người vợ đàng hoàng không? Muốn. Niệm Phật đi. Cái này là nói chuyện nhân sinh của cuộc đời này thôi, niệm Phật đi. Nó. Rồi quý vị muốn duyên dáng không? Muốn. Niệm Phật đi. Quý vị nói là duyên dáng là do cắt xén cái miệng, cắt con mắt, cắt lỗ mũi hả? Đôn chỗ này đôn chỗ kia là duyên dáng hả? Đây là gọi là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên hả? Chứ duyên dáng gì? Không có duyên dáng gì hết trơn hả? Nên nhiều cô bây giờ mà gặp những đức, mấy cổ nói một câu gì? Trời ơi, phải chi mà con gặp thầy trước thời gian kia. Như đức hỏi gì à? Bà nói con mà gặp thầy trước hồi đó thì con đâu có làm cái chuyện mà sửa mắt, sửa mũi, sửa miệng đâu. Con đâu có đi xăm môi tùm lum tùm la đâu thầy. Bây giờ con nghe thầy chia sẻ, con mới thấy đúng là cái tác hại của cái chuyện mà sửa sắc đẹp. Cũng như cái môi của con nghe thầy nói con mới hiểu. Phải chi mà con để cái môi bình thường thì lúc con muốn đi sơn màu xanh thì là màu xanh, muốn sơn màu trắng thì là màu trắng, muốn sơn màu vàng thì là màu vàng, muốn sơn màu gì thì thành màu đó. Vì chùi cái là sạch bóng. Nhưng bây giờ tự nhiên con ịnh một nguyên một cái bông hoa hồng vào cái miệng con. Có nhiều người họ xăm môi mà cái môi đỏ chói hả quý vị? Cái môi đỏ chói luôn. Nói được có ngại, mệt quá. Nói để người ta giải thích cho những người khác, còn mình lỡ dính rồi thôi.
chứ ai mà chăm chích, ai mà nói tới mình làm cái gì cho nó mệt. Nếu mà nó nói cho những người chưa phạm phải thì nên cảnh giác, thấy không? Nó thì từ nó đối với vị coi nè, tự nhiên cái môi mình lúc nào nó cũng đỏ chói thì nó dính luôn cái môi như vậy. Mình đi đâu nó cũng dính như vậy luôn, mình trở thành người bình thường nó cũng dính cái môi đỏ chói luôn. Còn nếu như mình không xăm môi thì lúc mình không cần xà cái môi đỏ thì mình đi vô chùa thì trở thành cái môi bình thường, thì mình lao một cái xong thì mình trở thành cái môi thịt da bình thường. Còn lâu lâu mình đi đám cưới, mình đi dạ hội, mình đi cái gì với chồng mình đà thì mình trang điểm nhẹ nhẹ, mà trang điểm phải biết cách trang điểm. Trang điểm chi mà một bệt vô cái mặt thấy ghê. Trang điểm vừa vừa thôi, từ đánh phấn đánh kem nó vừa vừa phớt phớt thôi thì nó đẹp. Còn cái này không biết cách trang điểm, trang một bệt vô cái mặt. Môi thì lựa cái màu môi mà nó đỏ chói, sơn một bệt vô. Bây giờ mình là một người phụ nữ ở gia đình thì đó đâu phải là một những cái người nữ mà người ta vì cái chuyện mà hình dáng đó đâu. Mình là một người phụ nữ là có chồng, có con, nên cái chuyện mình nhất định là nó sẽ không đạt như những người phụ nữ mà người ta mà tối ngày chỉ lo về thân hình. Nên cái cách trang điểm của mình nó phải phù hợp với cái gia đình của mình. Nên mình cũng trang điểm nhưng nó rất nhẹ nhàng và sơn môi rất là lợt, nhẹ nhàng luôn. Dù mình có vẽ mắt gì mình cũng vẽ nhẹ nhàng. Còn cái chuyện mà gắn trong mi rồi thì kia đừng nên gắn. Nó nặng, nó khổ gì đâu mà làm gì, mệt ghê. Thấy không? Chân mày thì còn có thể tém tém dễ dễ một chút thì còn có thể. Môi thì có thể sơn nhẹ nhẹ, những cái màu sơn cho nó nhẹ thôi. Vừa nhìn mình thấy nó nhẹ nhàng. Có giờ mình trang điểm mà người ta vừa nhìn mình thấy nó nặng lắm. Trang điểm mà thấy nặng là không đẹp, trang điểm mà nhẹ nó mới đẹp, hiểu không? Như vậy thì như thế nào? Thì mình là con người nghe đạo, con người biết tu, thì cái tâm mình nè nó sẽ nhẹ. Cái tâm mình nó nhẹ thì nó hiện cái tướng rất là nhẹ. Dù mình chưa trang điểm gì hết trơn nữa nó vẫn là đẹp. Thí dụ như bây giờ mình nhìn bao nhiêu cái mốt con người bây giờ họ uống tóc tai bù xù, nó làm cho tùm lum tùm la hết trơn á. Nó tứ tung hết trơn rồi, móng tay nó sơn cái này cái kia vô, nó làm cho gấu á. Gấu hay gây vậy đó, gấu. Làm cho gấu đi, người Đức dùng câu gấu để đi, làm cho gấu quá. Nhiều đứa trẻ nó cười, thầy nó tự nhiên ngộ cái dọn đẹp mà ông nói làm cho gấu. Thì những Đức nói bây giờ nhìn như con gấu thì sao? Tự nhiên móng tay bình thường gì người ta chỉ cần chà chanh cho trắng thôi. Nếu như hơi đẹp đẹp một chút, chúng ta dưỡng cái móng nó mỏng thôi, nó mỏng cái móng chút xíu thôi, đừng cho nó dài quá. Mà mình là có gia đình rồi thì cắt móng tay cho nó ngắn, chà chanh cho nó trắng tươi móng tay của mình, sạch sẽ thôi ha. Theo kẻ móng tay sạch sẽ hoàn toàn, không cần sơn cái gì vô móng tay, chỉ cần để móng tay tự nhiên trắng thôi, tự nhiên sạch sẽ thôi ha. Chỉ cần như vậy, móng chân cắt cho sạch sẽ thôi. Không nên cắt phé nhiều quá, cắt phé nhiều quá nó thối móng ha. Phé nhiều quá thối móng chứ sao ha. Nên từ nơi đó mình ít cắt phé thì phé mình nó duy trì giữ được ngay phé đó thôi. Còn mình moi cái khóe hoài thì cái khóe nó ra, mình phải moi hoài. Moi lâu ngày nước nó thấm vào, nó thúi cái khóe móng của mình, nó thúi móng chân. Móng tay, móng chân đều để tự nhiên, mình cắt ngang, nhẹ ngang, vừa vừa. Mình đừng có cắt phạm vô thịt quá, mình chà chanh trắng trẻo móng tay. Chỉ cần giữ duy trì như vậy thôi, cơ thể sạch sẽ, gọn gẽ. Tóc tay của mình gọn gẽ, sạch sẽ. Không nên uống xì nhon mà xù xù lên chi. Cái người mà nó hiền mà uống tóc xù xù thì cũng thành dữ như là gấu vậy đó. Như bà chằn vậy đó. Có ai nói chằn mà đẹp không? Bây giờ là con người ta nó thích chằn lửa, chằn cái. Nên từ nó đó mà tới tùm lum tùm la không mà mình ta nói, mình nói gì? Tôi nói những người mà uống xù, tôi không nói người đó nghe. Tôi nói những người mà sẽ không uống xù. Tôi nói những người mà chưa uống xù. Còn những người đó lỡ uống xù rồi thì thôi, chúng ta không nói những người này. Ta lỡ rồi thì thôi, nghe không, được kinh nghiệm lại. Đó là cái điều những Đức nhận thức rất là rõ ràng. Tại vì thật sự mà nói, những Đức ngoài đời cũng là một thanh niên biết đi chơi ngoài đời chứ không phải đi tu từ nhỏ. Nên cái góc độ những Đức nhìn cái đẹp cái xấu, những Đức tương đối nhìn được, nhìn ra được hết luôn. Nên từ nơi đó mình biết cách dọn cho cái người phụ nữ bên cạnh mình. Sao mình biết luôn chứ không phải là lúa nghe. Không phải là quê mùa không biết gì đâu. Người ta thành phố mà, ta biết, ta nhìn được rất là nhiều. Những Đức ngày xưa đi lỡ tiệm tóc đồ chơi, tại vì nơi đó là con gái nhiều. Muốn chọc đứa nào trong tiệm tóc thì phải ngồi hoài trong tiệm tóc vậy đó. Cứ ngồi chơi vậy đó. Nó đi học xong chở nó về, cứ canh hoài, canh giết thì nhìn người này người kia qua lại, nhìn giết quen mắt biết luôn. Biết tiểu tóc này kiểu tóc kia, tóc đỏ biết hết trơn, hiểu không?
Nên từ nơi đó những đức chia sẻ để cho tất cả những người mình nghe khi mình học Phật rồi đó, mình áp dụng sao cho đặc biệt. Chứ không phải là mình học Phật rồi mình trở thành một người phụ nữ mà nó quá quê mùa cũng không được nữa. Tại vì mình quá quê mùa, tao nói người học Phật vậy là quá quê mùa, người ta không tiếp nhận Phật Pháp. Nên mình học Phật rồi mình gọn ghẽ, mình sạch sẽ. Thí dụ như bây giờ cái trang phục của mình bận ngày xưa, mình theo thờ, theo mốt, mình bận mỏng manh áo dây, hay là không dây nữa, có áo không dây nữa đó. À, bây giờ có áo không dây nữa. Thấy không? Áo dây là xưa rồi chứ không dây luôn. Không dây là sao? Không dây là nó chặn ngang chút xíu à. Rồi là xong. Chắc cái áo nó bận, chắc nó chồng từ trên chồng xuống rồi phé 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 ngang cái. Ở trên kéo lên chút ngang, ở dưới kéo ngang. Mà nó còn phải chừa có bún gúng nữa nha. À. Rồi giờ mót thời gian nó phải lấy một cái viên ngọc gì đó, nó gắn ngay cái bún gúng nó nữa thêm một cái nữa. Rồi bây giờ nó còn mất thời gian, nó làm thêm cái bông hồng ngay cái mông nữa. Mà nó bận đồ phải hạ thấp xuống để bông hồng cho người ta thấy nữa. Tất cả những cái mốt này chúng ta cho qua hết đi. Đúng không? Bây giờ chúng ta là một người phụ nữ tuyệt vời. Một người phụ nữ mà có sức thu hút là sao? Là một người phụ nữ kín đáo. Quý vị để ý nè, nói này mới bị mất kinh nghiệm hay nè. Người bây giờ là không có góc độ nên họ mới đi bận đồ mỏng manh. Tại vì cái đẹp mà mở ra hết thì không còn đẹp. Đúng không? Thấy hết là đẹp gì nữa. Bởi vì nó khiêu gợi, nó chỉ là khiêu gợi, nó khiêu gợi ma tà đến quý vị thôi. Chứ cái người thiện nó không đến với quý vị. Bây giờ quý vị là khiêu gợi tuyệt nhất là gì? Là không thấy nó mới khiêu gợi. Kính hết. Từ cần cổ cho tới chân kính sạch hết. Ta không biết quý vị như thế nào thì nó mới muốn biết cái cảm giác của người đàn ông là sao. Là nó không thấy được cái gì nó mới muốn thấy. Mà không cho nó thấy thì nó tức. Mà nó tức thì nó theo. Thì gọi là thu hút tuyệt vời. Hiểu không? À, nó còn không có tội nữa. Còn bây giờ bạn áo dây không dây, quý vị sẽ tạo nghiệp. Nghiệp gì? Quý vị đi một vòng ngoài đường ra ngoài chợ thì quý vị sẽ tạo một đống nghiệp luôn. Quý vị chồng vào cái tâm thức của con người ta là cái tâm dục vọng. Quý vị bạn đồ vậy đi khiêu gợi gì dục vọng. Con người sống vừa nhìn quý vị người ta sẽ khởi dục. Mỗi một con người khởi dục là người ta đã gieo cái nhân của tham, là ở trong ngạ quỷ. Mà chính quý vị là cái nhân để làm cho người ta khởi lòng tham của dục, hiểu không? Tạo nghiệp. Rồi quý vị sẽ chiêu cảm một số quỷ, quỷ tà, quỷ mị. Mà tâm dục vọng đó có một cái cảnh giới vô hình gì quỷ tà, quỷ mị, dục vọng nữa. Bắt đầu họ thấy người cô gái này quá khứ là bạn đồ mỏng manh, nó mới đi theo. Nó đi theo ào ào theo khi quý vị si phước á. Thì bằng đêm quý vị ngủ, nó sẽ đến quý vị, nó làm chuyện ăn nằm với quý vị luôn. Cái cảnh giới của vô hình nó có thể làm với quý vị chuyện đó vì sao? Vì phước si. Có mà có những người bằng đêm là cứ bị đè suốt à. Vì sao? Vì phước si. Vì chính quý vị là gũ mờ những loài quỷ mị đến với mình. Rồi quý vị có khi bằng đồ quá mỏng manh, quý vị sẽ làm cho nhiều người khởi dục. Thì những người nó đi đến mức cực điểm thì nó sẽ tìm mọi cách để mà nó hại cuộc đời quý vị. Là chính mình đã tạo ra cái cảnh đó, là gieo nhân gặt quả, quý vị thấy không? Cái nhân quả rất rõ ràng. Nên mình là người phụ nữ dù có chồng hay là chưa có chồng, chúng ta nên bận đồ kín đáo. Đây là người tu nghe đạo, nó sẽ giữ được cái phước quý vị rất là lớn, thấy không? Chứ đừng có phe làm chi, phe tùm lum la chi mất công. Mình kín đáo mình phe với chồng mình là được rồi, thấy không? Vậy thì mình là một người nữ đạo đức tuyệt vời. Mà đạo đức nó sanh tướng, nó sanh phước, phước nó sanh tướng. Một người phụ nữ không đẹp mà nó có phước nó sanh tướng từ từ, rồi từ từ tự nhiên nó đẹp. Quý vị đi về chùa mà những đức bà tuốt giết, những đức nói bảo đảm quý vị xấu cũng thành đẹp nữa. Lùng thì đẹp theo lùng, mà lé đẹp theo lé, hô thì đẹp theo hô, súng răng đẹp theo súng răng. Về đây đi, tuốt từ từ rồi quý vị sẽ thấy. Tuốt bằng cái gì? A-di-đà-phật. Thấy không? Trời ơi, người ta ở đây nè. Người ta ở đây là ê hề nè. Ê hề. Biết ê hề đến mức mà ngày xưa mà cứ mỗi lần cười là tại cái bằng não nó dài, bằng não nó dài, mỗi lần cười là cái mỏ chu vậy đó, bằng não kỳ cục quá, nên mỗi lần cười là không dám hả miệng ra đâu. Đúng là cái nụ cười mà không tự nhiên rồi nó dồn nén khổ đau. Dồn nén khổ đau đấy chưa? Quý vị coi cái người mà cảm xúc khổ đau có ai mà cười ha ha được không? Nên cái người mà cười ha ha là cái người mà giải tỏa tâm tư, thấy không? Nên mình là người học Phật, cái miệng sao chăng nữa nó cũng cười ha ha.
Mỗi ngày mình niệm Phật á, mình lên mình niệm Phật Nam Mô A A Ra A là ra. Ra cái gì? Ra phiền não, ra buồn phiền. Nam Mô A. Thấy chưa? A, à, thấy không? Nên tại sao vì về đây vui? Tại vì vì về đây vui là Nam Mô A. Nên nó ra hết trơn rồi. Nên không còn buồn phiền phiền não hết trơn á. Thấy chưa? Tuyệt vời. Nên từ nơi đó gì? Con người vui là con người ha ha. Vì thấy cái người mà tự tại không? Người ta nói sang trọng phải không? Ha 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 ha. Cười ha ha. Còn người mà khổ tâm á thường. Cười mà nó cứ nén vào không à. Nén vào không à. Mà cái người mà nó cười nó không thoải mái là con người này nó cũng hẹp hòi nữa. Keo. Quý vị đi tìm tất cả những cái tướng người keo đi. Những người mà keo, những người mà gọi là rít rắm, những người mà đối với gia đình, đối với cha mẹ rít rắm tính toán từng chút. Cái người này là cái người nhìn cái mặt là có cái chữ trên trán liền. Bà keo. Bà keo kế chữ kiệt, keo rồi kiệt luôn, kiệt phước luôn. Những cái bà keo kiệt là bà nào cũng không bao giờ mà cười được. Ha ha ha, không ai cười được vậy chứ nha. Mà từ khi mà gặp những đức mà niệm Phật từ từ là ha 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 liền à. À, ngộ như vậy đó, vì sao? Vì nó mở tâm lượng ra. Hiểu không? Nó nên con người mình á, dù lé hay xấu hay què, nhưng mà giờ mình nghe đạo nên cái tâm trạng của mình nó đánh tan cái đó ra. Nó không có tích trữ cái đó nữa. Đừng bao giờ ôm cái xấu nặng nề trong tâm. Đừng bao giờ cho rằng mình xấu mình mặc cảm. Đừng bao giờ cho rằng là mình là cái đó là mình không ngóc đầu lên nổi. Mình đừng bao giờ đi vào cái tư tưởng tiêu cực. Mình luôn luôn phải sống tích cực. Mình còn một hơi thở, mình còn có cơ hội. Dù mình xấu nhưng tâm địa mình tốt, người ta vẫn tiếp nhận mình. Còn người đẹp mà tâm địa xấu, người ta vẫn không tiếp nhận. Nên chúng ta học Phật là chúng ta có cơ hội, nhiều người tiếp nhận chúng ta, nên xô chúng ta nhiều vô cùng. Vì thấy từ khi niệm Phật tới giờ thấy xô chưa? À, à, hiểu thấy không? Ngày xưa có ai theo đâu. Mà bây giờ thì coi bên cạnh, trời ơi, mấy cô trẻ quá trời luôn. Không, trẻ đi theo đồ tu rồi mà có tư tưởng nữa chứ. Ngày xưa kiếp em cũng khó, giờ em quá nhiều. Hiểu không? Tại vì sao? Vì cái tâm trạng của mình là niệm niệm vì người, thì có cái người tâm trạng vì người đến với mình. Bây giờ quý vị cũng muốn tìm cầu cái sự an lạc, thì bây giờ nhà nước đem cái tư tưởng an lạc chia sẻ cho quý vị nghe. Trời ơi, chia sẻ cái này mà ngủ nó thôi thua. Cái chuyện sức môi hộp mà ngủ nó thôi thua luôn. Hôm nay thấy mọi hết ho nha. Hết ho rồi đó, thấy chưa? Có thuốc gì đâu. Ho phải không? Ho đi. Bây giờ chúng ta ho thì ho, giảng pháp thì giảng pháp, từ từ cổ hết ho luôn. Luyện cho con cổ một cái năng lực kim keng. Tại vì sao? Nó chạy xước bên trong, niệm viết từ từ, lành luôn. Lành luôn. Những đức thấy cần cổ mà nó rác thì hôm lễ Bồ Tát Quán Âm chạy trong đúng không? Xong những đức mỗi buổi tối trước khi ngủ, những đức pha ly nước muối, những đức uống vô, nó gác trầu, nó gác muốn chết luôn. Mà nói uống nước muối vô đi, đi chi? Tại vì ngày xưa học võ đó, người ta làm cho bầm dập chân cẳng, xong người ta mới đắp muối vô, thì nó cứng lại dữ lắm mấy vị. Những đức nghĩ rằng là bây giờ cần cổ mà nó chạy mình uống muối vô, nước muối vô nó làm cho cần cổ mà nó chắc, vì sao cổ nó cứng luôn. Đúng không? Nó từ nơi đó mà nó từ từ nó cũng khỏe, nó có thời gian, hiểu không? Ví dụ mình không dùng thuốc, nhưng mình luyện mình. Như có bà cụ chùa mình mới đi, trời ơi, đặc biệt kìa. Cụ can mới đi rồi, mắc rồi. Thì vị biết rằng đúng là người niệm Phật đi tự tại thiệt. Chính mắt thấy tai nghe rõ ràng. Lúc bệnh đau chịu đựng, chịu khổ, chịu khó đau cỡ nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bà đau, bộ bà đau vô cùng, chân cảm nó sưng lên hết, vì nó trả nghiệp của tuổi già, sưng chân phù 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 lên, nước vàng chảy ra. Vậy mà bà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng cách này 2 ngày, thì cái buổi chiều giờ 3 giờ nhà đức xuống chuẩn bị ăn cơm chiều, thì xuống nhà đức nhìn bà, nhà đức thấy bà yếu. Những đức nói bà cụ can, bà niệm Phật nghe bà cụ. Niệm Phật giảng sanh quyết tâm nghe không? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm suốt luôn. Những đức ngồi ăn cơm, ăn khoảng 12 phút.
đúng là ăn thêm chén cơm nữa. Tự nhiên mình có một cái cảm giác và cụ Cang bà đi, mà lúc đó đâu có sách ba ngụ niệm gì, thấy bà quá khỏe, có sách ba ngụ niệm, mà những đứa có một cái cảm giác là bà cụ Cang bà đi. Tự nhiên những đứa không ăn chén cơm, tiếp tục nữa những đứa để chén cơm xuống, bước thẳng vào phòng ngụ niệm, bước vô phòng ngụ niệm, những đứa thấy bà yếu rồi. Những đứa nói bà cụ Cang, niệm Phật lên, niệm theo những đứa nè. Những đứa niệm lớn lên, bà niệm theo. Lúc đó chưa sách ba ngụ niệm, chỉ có những đứa ngồi niệm với bà. Xong những đức niệm có mười mấy câu, bà niệm theo những đức. Xong có mười mấy câu thôi, bà nhẹ nhàng, bà thôi tự tại vô cùng, ngồi niệm Phật với bà luôn. Rồi xong cái đầu mấy chú, mấy cô rồi vô ngồi niệm Phật, để ngoài kia sắp ban hồ niệm vô, hồ niệm cho bà. Hồ niệm 24 tiếng xong, mềm mại vô cùng. Vì coi đó, nên từ nơi đó mà mình thấy đúng là cái người niệm Phật nó đi tự tại vô cùng quý vị. Còn cái cô mà ở ngoài đời mà cổ bị ung thư 55 tuổi, cổ nghe những đức chia sẻ, những cái bài chia sẻ mà niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư đó quý vị. Cổ nghe ở nhà cổ chân thật cổ niệm Phật, cổ nói với con cổ, bây giờ nghe thầy giảng mỗi ngày như vậy, bây giờ mẹ quyết tâm, bây giờ mẹ đi vô chùa thầy, con xin thầy, con vô con nuôi mẹ để mẹ được ở trong chùa. Nhưng mẹ nói với con là mẹ đã vô chùa đúng một tuần lễ thôi, đúng một tuần lễ, một là mẹ đi, còn hai là mẹ vé mẹ đi về nhà, đúng một tuần lễ thôi. Xong xin vô những đức, tự nhiên xin những đức nhận bả liền, nhận xong đưa bên đại tùng lâm bên. Xong bả ở đúng 2 ngày, tới ngày thứ 3 buổi sáng những đức vô thăm bả. Những đức vừa gặp bả giống như cuộc đời của người gặp đúng một lần đầu gặp, một lần cuối ra đi luôn, không có gặp cái gì nữa chứ. Thì vị biết rằng là bả nghe thôi, những đức chia sẻ bọc phát trên mạng chứ gặp nhau ngoài đời gặp chỉ đúng một lần. Thì những đức bước vào đúng ngày thứ 3, bước vào buổi sáng thăm bả. Bả gặp những đức, bả đứng lên cái chào những đức đồ này kia. Những đức nói thân thể ốm o báo hiệu sắp ra đi, chân thật mà niệm Phật cầu sanh cực lạc, không còn mong mỏi cái gì ở cuộc đời này nữa chứ. Đau đớn quá, mong mỏi cái gì, mấy chục năm ở đây khổ quá mà, thế giới cực lạc vui như vậy sao không gì. Đánh vô tư tưởng, một tư tưởng nó mạnh, cực mạnh vô tâm bả. Nó nói con cảm ơn thầy, con quyết chí con niệm Phật sanh cực lạc. Thì vị biết rằng gặp bà nói chuyện có mấy câu rồi xong bả cứ niệm Phật. Bữa sau lại là ngày thứ 4, sáng ngày thứ 4 bả vừa công phu xong với đại chúng, lúc 7:10 vừa công phu xong, con bả ngồi kế bên bả niệm Phật với bả. Vị biết rằng nghe, bả vừa công phu xong, con bả ngồi còn niệm Phật với bả. Bả quay lại bả nhìn đứa con bả, cười với đứa con bả một cái, chào con bả một cái. Gì đâu mà đặc biệt, gì đâu có chàng đi gì đâu mà nhẹ nhàng. Từ bữa thứ 4 cho tới bữa thứ 7 là đưa bả đi đài quá tán, nhưng đứa làm lễ đưa bả đi đúng 7 ngày. Bả nói đi vô chùa đúng 7 ngày, một là đi còn hai là khỏe. Bả đi 7 ngày, trong khi vẽ re ung thư còn đi tới lui đồ, vẽ re tỉnh táo ngon lành luôn mà đi vậy đó. Mới thấy rõ ràng cái người niệm Phật phải là phải rõ ràng là thọ mạng đến đi tự tại quý vị, còn thọ mạng còn thì sống bình thường. Như bây giờ quý vị coi cái bà cụ 10 mà nằm trong phòng hộ niệm, bà da bọc xương thì hiện cho quý vị thấy luôn, da bọc xương bà nằm như vậy. Vì vô cái kêu bà cái hả, hỏi 10 khỏe không, 10 khỏe, da bọc xương ốm nhơm ốm nhách, da bọc xương luôn. Mà gặp hỏi mư khỏe, mư khỏe, niệm Phật mư ư, mà quý vị niệm A Di Đà Phật, bà niệm theo, bà đưa cái tay, bà chấp cái tay, bà vỗ tay A Di Đà Phật, A Di Đà, niệm theo, bà vỗ tay liền. Mà da bọc xương mà mặt tươi rói, kiến nó bò lên cắn bà, chắc mấy con kiến này cái nghiệp chướng đến đòi, kiến nó bò lên nó cắn bà, kiến nó cắn bà mà kiểu da bọc xương mày. Thì có miếng thịt ở đâu mà nó cắn được, cắn da. Thì cắn bà chắc đã ngứa hay sao, nguyên ổ kiến cắn bà đã ngứa hay sao. Tự nhiên thấy bà nằm có mình mới làm nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cuối cùng nguyên ổ kiến cắn cái chân bà đầy hết, chứ mà A Di Đà Phật. Trời chắc nó ngứa, nó đã ngứa hay sao không biết nữa. Người gì mà lạ ghê trời. Còn chính người ta nói mẹ cha người ta ngoài đời nằm là kỳ cục lắm, mà sao bà cụ này mới da bọc xuống mà bánh niệm Phật. Bà trong phòng hộ niệm nhìn cái mặt bà nó tươi rối à, dù là bệnh đau cũng tươi rối à, ngộ lắm. Đúng là nghe câu Phật hiệu này thù thắng quý vị ơi. Còn ở bên kia kìa có một bà cụ mà bà nằm ở ngoài đời nhiều năm đó, cái môi bà sệ xuống gì nè, môi bà sệ xuống kỳ cục lắm. Con gái đưa vô nuôi
Mà Nhật Đức mới bước vào, Nhật Đức nhìn một cái, Nhật Đức gặp một cái, Nhật hết hồn. Trời sao con người thấy ghê chở. Mấy bà cụ trong chùa mình nằm bệnh chứ không bao giờ mình như cái tướng này. Mà sao cái tướng này thấy ghê vậy? Vậy mà vị biết rằng đi vô trong chùa mình 2 tháng sau thôi. Vậy mà bà làm một cái việc làm mà kinh ngạc con của bà rơi nước mắt. Nằm nhiều năm không biết một cái gì, không nói một cái gì. Mà tới 12 giờ khuya là cứ la ôm sùm. 12 giờ khuya là bà la ôm sùm mới làm cho người ta ngủ không được. Mà ai chăm bà là khó khăn lắm. Vì mà bà đi vô chùa mình nghe cái bữa mà vô đầu tiên những đứa bước vào những đứa gặp là thấy ghê quá. Mà bà nằm im gu, mình nói không cần nói đại đi. Cái tâm thức của người ta vẫn nghe chứ. Mình nói vô đây niệm Phật nghe, quan gia trái chủ đi theo vô đây niệm Phật nghe, hãy quan hỷ niệm Phật mà ở đây được nghe. Rồi xong 2 tháng sau thì biết nhìn bà cái môi bà nó ít sệ lại. Và con người bà bằng đêm 12 giờ phi bà không la nữa. Rồi sao đứa con gái ở thành phố xuống thì tự nhiên đứa con gái đến kêu mẹ, tự nhiên bà làm nè, A Di Đà Phật. Đứa con gái rơi nước mắt luôn, nói trời ơi thầy ơi, bao nhiêu năm chờ mẹ con nằm im gu bà la kinh khủng lắm mà vô đây sao lạ như vậy. Vì chỉ nằm trong phòng hộ niệm thôi, chỉ người ta niệm Phật là nằm vậy thôi, không biết có niệm hay không biết, nhưng mà được lợi ích. Cái bà cụ mà lằn mà những đứa làm ký sự á, mà có đứa con gái á, mà cái môi bà sệ xuống á, và cái miệng bà làm nè, những đứa thấy cái môi bà làm đi lĩa, những đứa nói bà cụ đang niệm Phật cho bà niệm Phật đâu mà niệm. Hồi đó bà mới vô cái miệng bà làm, mình thấy vậy thôi, cái miệng quá giật giật đại, mình nói đại, bà cụ đang niệm Phật. Thì nói đại vậy cho nó hay hơn, chứ cái miệng mới làm ngộ lắm. Nó làm vậy đó, nó làm vậy đó mà bây giờ, trời ơi, người bà nó không còn la lối âm sùm gì nữa chứ. Nó ngộ ghê mà nó chuyển tướng nó luôn. Đó. Bây giờ người trẻ nghe đó không, bây giờ khỏi càng đi thẩm mỹ viện, chứ càng niệm Phật đó là chuyển tướng à. À, niệm Phật là chuyển tướng liền. Chỉ cần chăng thật niệm Phật, niệm thời gian nó chuyển tướng tự nhiên luôn. Mà nó chuyển không bị tác dụng phụ. Còn đi thẩm mỹ viện còn khi bị ung thư nữa, bị này bị kia nữa, hoặc đun đủ mũi chồng nó giọng một cái gớt cục luôn mũi ra, xịp liếp xuống luôn. Hiểu không? Trời, để nó mũi tự nhiên nó có giọng gì giọng cũng chảy máu cam chút ăn thua gì. Quý vị biết cái sửa sang sắc đẹp nó nguy hiểm lắm. Nó không được hạnh phúc của gia đình nữa. Sửa sang sắc đẹp nó không còn hạnh phúc của gia đình nữa. Thì biết sao? Vì tâm lý của người phụ nữ khi sửa sang sắc đẹp sẽ thất thường. Tại vì phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Hoàn cảnh tự nhiên mà phá hoại thì nó sẽ không bình thường. Quý vị coi, bây giờ mà kiếp nạn nhiều là do cái gì? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên nhiều, nó mới ra vậy đó. Nóng bức nhiều là vì phá rừng sạch nhất, nhân sinh không còn. Hiểu không? Từ nơi đó mà nóng bức. Vậy thì cái thăng quý vị mà làm cái chuyện mà thay đổi về cái tông của cha mẹ sinh. Cái tông nha, cái tông cha mẹ sinh ra sao để vậy nghe chưa? Cái tông lên mũi xịp là để nghe chưa? Một mí để nghe không? À, nó để tự nhiên đi. À, còn răng đồ muốn dưỡng thì sao? Ngậm muối rồi chút đỉnh. Nó, đừng có mà lúc còn nhỏ mà cầm tâm cứ xỉa răng hoài. Xỉa răng hoài răng sẽ bị sâu ăn. Vì coi á, cái gì nó đâm gì giết cái lỗ nó rộng ra thì nó nhém đồ ăn vô nó sâu ăn chứ sao? Còn nhỏ mà răng nó còn tươi còn chắc, bây giờ đừng có xỉa răng, đừng có tập xỉa răng. À, còn khi đánh răng mình đánh theo chiều của nó, nhẹ để chi nó giữ được cái đuống răng của mình tốt. Những đứa 41 tuổi có cái răng nào hư đâu. Không đó, ngậm muối đồ này kia để tự nhiên đi, để tự nhiên vô cùng. Thấy không? Cơ thể tự nhiên hết hoàn toàn luôn. Nên tất cả những người phụ nữ mà nghe Nhật Đức nói chuyện, quý vị nhớ, lỡ phá hoàn cảnh tự nhiên của thân thì phải làm sao? Luyện tâm. Luyện tâm để cái thứ đó ở trong người mình giả nó trở thành thật luôn. Mình nghĩ nó là bạn của mình luôn, là thật luôn, đừng có nghĩ nó giả nữa. Thì lâu ngày từ từ mình quên đi mất tiêu nó là giả thì nó trở thành thật. Hiểu không? Đó là luyện tâm lại nha. Còn đã chưa phá hoàn cảnh tự nhiên thì tuyệt đối đừng phá. Cứ giữ tự nhiên đi. Thì gia đình sẽ hạnh phúc, sẽ đặc biệt hạnh phúc lắm. Nó khi mà đụng tới cơ thể nó không tự nhiên nữa thì quý vị sẽ phiền phức vô cùng. Rất là nhiều cái phiền phức của tâm lý của mình bất thường lắm. Tâm lý nó sẽ rất bất thường cho quý vị. Đừng có gì một chút đẹp mà nó khóa cái phước báo của mình, nghe chưa? Cái điều chia sẻ này nó quan trọng lắm quý vị à. Nó rất là quan trọng trong cuộc sống nhân sinh này. Mình phân tách kỹ để cho người ta nhận thức.
Nói quý vị coi những đức niệm Phật từ từ mà còn coi được nè. Hô đỡ hô nè. Chưa. Làm gì đâu. Có làm gì đâu. Hồi xưa mà cười ra cái bằng não đưa ra vậy mà bữa nay cười cũng tương đối đúng không? Rồi mặt cũng có nọng rồi chút đỉnh nè. Nó đầu từ từ nó nổi cũng dài cục lên. Lúc trước cạo đầu đâu phải cái đầu này đâu. Vậy mà bây giờ cạo đầu sau trên đầu nó có một cái chán nó có cái cục dữ lòi đó. Đầu u lên đường không? Phía sau là ót đồ, cao cao lên đúng không? Nó thấy không? Thấy từ từ, từ chuyển tướng chưa? Thấy không? Nó chuyển tướng từ từ, cứ niệm Phật đi, chân thật niệm Phật đi. Cái môn lễ Phật này hay lắm, mập lễ Phật thì nó ốm, mà ốm lễ Phật thì nó mập. Cái môn lễ Phật là cái môn mình dưỡng sinh đặc sắc. Cái môn dưỡng sinh này không có một môn dưỡng sinh nào đạt bằng cái môn dưỡng sinh này chứ. Cái môn lễ Phật này dưỡng sinh này đặc biệt lắm. Năm nay là năm cơ hội tu nè. Vừa mới coi lịch hôm qua những ngày lễ, ngày sau sao. Năm nay là cơ hội tu đặc biệt quý vị. Ngày Phật Đản mùng 8 tháng 4 nằm ngay Chủ nhật. Ngay Chủ nhật luôn. Vậy thì thứ bảy chúng ta có thể tu được. Rồi Chủ nhật chúng ta tu nguyên một ngày, phóng sanh cũng thiết thực cả ngày. Chiều chúng ta lễ Phật tiếng rưỡi, 9:30 hoàn tất chương trình Phật Đản. Ngay Chủ nhật luôn. 19 tháng 6, 19 tháng 6 ngay ngày gì? Thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Vậy thì làm sao? 3 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta đã đi qua một lần rồi thì kinh nghiệm rồi phải không? Không còn sợ nữa. Cái gì đã đi qua rồi là không sợ nữa. Nói không, ngày này mình lễ được 3 lần 1500 danh hiệu mình không còn sợ nữa. Mai mốt chừng lễ 4 lần luôn á. Trời ơi, biết nó đùa đùa. Chứ thiệt á, tu là không có sợ. Có gục ngã trên đài đi chăng nữa người ta vẫn thương mến. Tu mà, hiểu không? Tu vì chúng sanh mà mình đâu có sợ. Nó 19 tháng 6 là chúng ta lễ được 3 ngày nữa đó. Làm thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Nó thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Nói từ bây giờ đi tính đi. Khắp nơi nơi tính đi. Nó còn Di Đà cũng ngay thứ 7, Chủ nhật luôn. Thứ 7, Chủ nhật luôn. Chỉ có đúng 19 tháng 6 thì nó 5 ngày nằm giữa của cái tuần thì chúng ta chỉ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 2 lần, không lễ 3 lần được. Nó giữa tuần quá hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà năm nay là cơ hội tu rất là nhiều. Nó có cơ hội tu là phải tu. Có cơ hội tu phước là phải tu phước liền. Nhưng Đức nói với vị một câu rất là chân thành. Cái cơ hội tu phước cũng là một cái duyên tuyệt vời. Nhưng Đức thấy có những người ta có thể bỏ một số tiền rất lớn xây một ngôi chùa. Nhưng mà người ta xây xong ngôi chùa thì ngôi chùa này không phát triển tu. Ngôi chùa lạnh lẽo như chùa Bà Tanh, Bà Đanh mà gì đó. Lạnh ngắt, không ai tu chứ. Vậy thì bỏ ra một số tiền rất lớn này để xây một ngôi chùa như vậy thì ngôi chùa này có lợi ích gì đâu. Không có ai tu hành gì hết trơn, đâu có lợi ích. Còn mình ở đây xây dựng là gì? Là tu. Những đức nói chùa mà xây dựng đi, người ta về ở cho mà thấy. Bây giờ mấy cái ngôi chùa mới bây giờ là nhà Đức đưa người qua rồi đó. Nhà Đức lập nhân sự từ đây tới tháng 9 là xong cái nhân sự của chùa mới. Chùa mới xong liền á. Tháng 9 mà xong một phát là nhà Đức vô chương trình luôn. Tại vì sao? Vì từ bây giờ cho tới tháng 9 là nhà Đức sẽ sắp xếp ra một cái nhân sự của ngôi chùa mới luôn. Thành ra nhân sự ngôi chùa mới luôn. Lập trình cái sắp một cái đạo tràng mà ngôi chùa mới là lớn lắm á. Ngôi chùa mới mà ở là giá chót cũng là 600-700 người cho gì biết, giá chót luôn 600-700, vẫn còn dư chỗ luôn, lớn cỡ đó đó. Nên từ nơi đó mà từ đây tới tháng 9 là có thể mấy dãy nhà đã xây xong, bắt đầu tiếp tục nuôi người già. Ôi mấy bà già mà có con cái đâu mà đưa vô mà chăm, mình phải đưa lên tư tưởng này để con người ta chăm cha mẹ người ta, mình lo hết luôn. Chăm cha mẹ đi, tôi lo hết luôn cho. Tôi lo từ A tới Z, lo hết luôn cho. Chỉ cần chăm cha mẹ họ thôi. Cái cách độ này nó mạnh là vì sao? Vì con người ta nuôi cha mẹ người ta thì con cái tu luôn. Anh em đến thăm cha mẹ tu luôn. Cả gia đình dòng họ sẽ biết Phật Pháp và biết tu luôn. Hay. Hay. Cách này hay. Ở chùa mình đưa ra một tư tưởng là lo cho một con người chết
không nói một cắt bạc. Nhưng quý vị đừng bao giờ đem cái này so sánh với người khác. Mỗi người có một cách làm khác nha. Thấy không? Đừng có đem nó nói ông như Đức vậy tại sao chùa khác như vậy. Không, đừng có nói như vậy. Mỗi người có nhân duyên khác nha. Thấy không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là sau này mà những người già yếu có cái nơi nương tựa. Như mấy bà cụ già mới đây đó, bệnh đau yếu yếu mà con đưa vô nuôi cấp kỳ đi. Đi mau cấp kỳ mà thấy ngon lành, mà thấy cái sự mà lợi ích mà khi cuối cuộc đời mà mình khuyên mà nghe một cái là lợi ích liền. Nuôi được cái huệ mạng cho một đời con người, quý vị ơi, trời ơi. Cái huệ mạng của một đời con người nó quan trọng dữ lắm. Bây giờ con người giàu sang phú quý vô cùng, nhưng cuối cuộc đời mình nằm chết, mình nằm im như vậy, không có con cái quan tâm lo lắng gì vì cái chuyện gì mặt tâm linh đi được giải thoát gì thì. Như vậy thì uổng quá quý vị, tội nghiệp người ta quá. Một đời con người đi qua, Phật nói có thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó. Mà bây giờ có thân người mà không gặp được Phật Pháp, dù là giàu sang phú quý cả đời, tạo ra của cải, nhưng mà cuối cùng một đống nghiệp cầm đi gặp vua Diêm Vương thì tội nghiệp quá. Nên tất cả những người làm con nên báo hiếu cho cha mẹ khi tuổi già, là đưa cha mẹ vô chùa của mình nè, chăm lo phụng dưỡng cho cha mẹ, để cha mẹ khi mất đi được ban tổ chức hộ niệm lo cho. Chùa mình đầy đủ phương tiện hết trơn rồi. Mai mốt bên kia mà chết nhiều nữa, nhà Đức làm thêm một chiếc xe Phật nữa, lập thêm một cái xe bên kia và một cái tổ chức bên kia luôn đó. Bây giờ chùa mình đầy đủ phương tiện hết rồi, quan tài có một kho, chết lúc nào xào lúc nấy, không còn bị lệ thuộc ai nữa hết trơn á. Mình chơi cái thế gì, cái thế chủ động, chứ đừng có bị cái thế động. Bị động là thua, mình phải chủ động mới được. Mình nuôi nhiều người già mà. Bây giờ có một cái kho quan tài đẹp ken luôn, quan tài mua đen luôn, nằm ấm áp luôn, ai muốn nằm thử cho vô trong nằm. Nằm thử đi, chạy có nhanh cỡ nào cũng chạy không ra khỏi quan tài đâu, hiểu không? Chạy nhanh cỡ nào cũng đâu có chạy ra khỏi quan tài. Dù là đất cò bay thẳng cánh, nhà biệt thự nhiều khắp nơi, vàng bạc của cải gỡ tùm lum, tiền bạc gỡ ngân hàng nhiều, bạn có nhiều cỡ nào thì bạn cũng chạy không ra khỏi quan tài đâu. Mà bạn sợ quan tài cái gì đó. Nhân Đức đi vô cái quan tài đã nằm mấy lần rồi, cứ lâu lâu là buồn buồn là vô quan tài nằm chơi à. Mà nằm quan tài xong là vui liền à. Lạ vô cùng như vậy. Đúng là một phương pháp tu. Cứ mỗi lần mà bực bội cái gì, mà khó chịu cái gì, cái là mở nắp quan tài chui vô nằm chơi vậy đó. Mà kêu mấy cô đóng để cái cây, để cho nó hở có gió thổi. Không rồi thở. Chưa có chết mà trời đóng kính luôn, chết queo sao trời. Đúng không? Nên từ đó chui vô nằm. Nằm một chút bước ra vui vô cùng vì sao? Nhắc mình như thế nào? Mày buồn cái gì? Mày nặng cái gì trong cuộc đời này? Nhỏ nít hết hồn. Đừng ngủ gục quá thôi. Trời ơi. Ông Kiệt, ông đang coi bọn mắt ông sụp mi la cái. Đi coi. Chui quan tài nằm xong bước ra vui, nó cho mình cái vô thường, một cái tư tưởng vô thường. Rằng là bây giờ mày buồn cái gì, mày nặng cái gì? Mày chạy ra khỏi quan tài hay không? Phải nói cái này mà không tỉnh nữa thôi á. Không? Đúng, nghe trực tiếp cái này nó khuê đúng không quý vị? Nó trộn nghe tiếng mấy rồi đã nghe. Nghe nhiều đi chút lễ Phật nửa tiếng. Đúng không? Ôi một tuần lễ mới gặp nhau, bao nhiêu tâm sự. Đúng không? Nó vui cho nó cười, cười li liệt luôn, cười mà. Cười mà đến nỗi mà cười dính luôn á. Cái niềm vui của nội tâm nó làm cho mình cười dính. Còn cái niềm vui mà không có trong nội tâm là cười rượng. Nó ghê không? Cái người cười rượng là sao? Gặp mình xã giao là sao? Hề. Cười rượng đúng không? Cười dính là sao? Đó. Nó cười dính là ban đầu nó cười tiếng lớn, rồi nó cười từ từ, rồi cái hậu cuối cùng nó vẫn là nó có nhiều bà cơn vậy mà. Đó là gì? Là tâm nó an lạc quá. Nó quá an lạc rồi, nó quên hết tất cả chuyện nhà rồi, nó quên hết chuyện chồng con rồi. Đúng không? Đang ngồi để quên hết đúng không?
quên hết trơn rồi. Nó không nghĩ cái chuyện gia đình sao sao nữa chứ. Nó chỉ nghĩ bây giờ đang nghe pháp và đang niệm Phật, đang giải thoát. Nó nghĩ như vậy thôi, tức khắc cái tâm trạng của người mình nó tự tại, cực kỳ tự tại. Tại sao mà ngồi đây nó đau chân mà nó quên? Vui, vui thì nó quên đau chân. Còn nó mà buồn, buồn thì sao? Thì mày biết ngồi nghe pháp mà nó mà nặng nề, nghe không vô rồi bắt đầu là nó chở mình nghe. Tại vì nó đau chân. Còn ngồi mà nghe mà nó vô rồi là ngồi sao? Có nhiều bà ngồi. Nhiều bà lắm. Mình ngồi trên mình nhìn chúng mình thấy rõ ràng có nhiều bà mới làm đó. Tại vì sao? Vì nó nghe vô được, hiểu không? Nên những đức nói chùa mà nó đầy đủ phương tiện hết trơn rồi. Xe đưa người đi cũng có, xe chở quan tài cũng có. Mà xe Phật chứ không phải xe rồng. Trời ơi, chứ xe chùa mình đúng là xe tự động. Là sao? Lúc cần chở quan tài thì gắn Phật vào. Lúc mà khi mà chở đi thiêu xong chở về là cái xe bình thường, gỡ ra hết. Đúng là lưu động. Ngộ ghê. Mà chiếc xe mình bây giờ, chiếc xe của chùa mình chỉ cần chạy ra đường quý vị mới nhìn thôi, quý vị mới biết xe này là xe Thầy Nhân Đức. Tại vì sao? Không có chiếc xe nào giống cái xe đó chứ. Không có chiếc xe nào giống chiếc xe này luôn. Mấy chú nó chạy ra ngoài đường, công an nó gặp, nó tự nhiên thổi veo 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 veo, nó vừa gặp chiếc xe mình chạy ngang nó làm nè. Trong bụng nó nói, trời trời, xe đám cưới, xe gì vậy trời? Mà sao đám cưới mà có cái ông gì đứng ngồi? Phật A Di Đà đứng phía trước đầu xe, cao mét mấy lên, xung quanh thì thánh chúng bao xung quanh. Còn mình bắt thêm cái điệu niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó niệm âm xong ngoài đường, chạy ngang công an nó gặp làm nè. Hả? Nó vụi vụi mắt là, xe gì vậy trời? Xe gì mà từ xưa chưa từng thấy? Ôi ôi, đi một đường thôi, ai mà mắc trong chùa mình thì người này đại phước. Nói mà chiếc xe đưa bị lên đài quả táng thôi thì bị đã có phước lớn bao nhiêu chưa? Bao nhiêu con người được nghe câu Phật hiệu và bao nhiêu con người được gặp Phật A Di Đà chưa? Để gieo cái duyên đắc độ về sao chưa? Quý vị thấy một chiếc xe thôi mà nghĩ ra một chiếc xe mà tu phước tu duyên, làm dễ, rẻ, đẹp. Ôi, đặc biệt thiệt. Cái thờ thế đúng mùa luôn. Rẻ, đẹp, ai cũng mê. Thờ thế làm ăn khó khăn, cái gì mà rẻ, đẹp là ngon. Như chùa mình quý vị đi đến đây, quý vị thấy không? Chỉ cần đi đến đây thôi là nhẹ nhàng, vui vẻ, no nê, cười. Đó, thấy chưa? Ai mà không đồng ý, ai mà không thích. Phải đi đến đây mà cái này cái kia, này cái nọ rồi móc ra móc tiền ra thì cả tuần lễ làm ăn cái gì cũng khó khăn, mà đến cứ là xây cái này xây cái nọ mà chết đi, mỗi người bỏ một chút vô, trời ơi trời, thôi gì chùa hộ pháp thôi khỏi đi, làm ăn khó khăn lắm, lúc nào có tiền nó đến. Mà quý vị thấy không? Còn bây giờ đi đến đây làm sao? Chỉ cần đi đến đây được thôi thì tức khắc quý vị sẽ là tự tại vui vẻ, không tốn một cắc bạc. Chỉ cần nghe như vậy vui thôi, ra phóng sanh niệm Phật, tự tu phước tu duyên luôn. Tuyệt vời. Đây là cái điều nói rất chân thật. Quý vị đi về đây là cảm thấy bình an. Đây là gì? Là gia đình chung, đại gia đình của chúng ta. Có một bé nhỏ xíu xíu, anh đang ngồi kìa, mấy chú quay ảnh. Anh nói nè, bữa đó anh chạy theo những đức hôm qua, những đức tu xong anh tu ra, anh chạy theo những đức nói nè, thầy thầy, con ngoan con được lên phim đúng không thầy? Quay ảnh cho anh vô phim chút xíu đi. Anh nói anh ngoan cho anh lên phim đúng không thầy? Nó ừ, ngoan cho lên phim. Nên á, năm nay nghe, Mùa hè năm nay á, ai đủ duyên cho con cháu vô đây dự khóa tu mùa hè trong chùa cho nó có phước. Con gái ở bên đây, con trai ở bên kia, lập thành cái tổ chức cho nó được ở trong chùa, quý vị. Phước duyên, hiểu không? Cái nhà ăn này xong rồi là cái lớp đệ tử quy xuất hiện nè. Nhà ăn này xong rồi lớp đệ tử quy xuất hiện. Cái lớp đệ tử quy này nhất định phải tổ chức lại.
Kỳ này tổ chức cái lớp đệ tử quy là tuyệt vời cho tất cả những người làm cha làm mẹ không biết tu, tu được luôn. Không nói chuyện nhiều nữa, nói chuyện 15 phút mà, 20 phút mà. Xong lễ Phật nửa tiếng đồng hồ phóng sanh. Vậy thì cha mẹ các cháu ai mà không đi đến đây được? Nó độ cả con cháu, độ hết. Nó vậy thì tuyệt vời vô cùng, bây giờ nói hoài không bằng lễ Phật. Cho các cháu nó lễ Phật, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó quý vị biết rằng phải cố gắng. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng. Chúng ta nghe được tịnh độ này nó đặc biệt lắm, cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Nên quý vị về nhà cố gắng mà dụng công tu, đừng có bê tha với cái câu Phật hiệu, mà phải luôn luôn là hưng khởi cái câu Phật hiệu nghe không? Để mà cuối cuộc đời chúng ta đó đều hẹn ở cực lạc mà gặp nha. Hay với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, động sanh về tịnh độ.